đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về các bác, cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Con này giá thì chỉ có 95k thôi, hàng 3 chức năng. Đấy, hàng 3 chức năng, 4 chức năng cho các bác luôn. Đấy, rất nhiều chức năng cho các bác luôn nhá. Sản phẩm thì nó sẽ có cho các bác là một con tăng đơ như này. Đấy, đầu tiên sẽ có cho các bác là một cái con tăng đơ như này. Chức năng chính của nó sẽ là dùng để cạo râu này. Bộ sản phẩm bao gồm 3 lưỡi kép như này, cạo râu cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác thấy không? Lưỡi quay rất là tít luôn nhá. Đấy. Thì thứ nhất là dùng để cạo râu này các bác này. Đấy, các nghe tiếng râu em nó đứt chưa? Đấy. Hàng 3 lưỡi kép luôn nhá. Đây, đấy em vừa cạo một tí mà râu nó dính đầy này các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Thứ nhất là chức năng là cạo râu này. Giặt ra thì các bác dùng cái chức năng cho em đó là tỉa lông mũi này. Cái này là tỉa lông mũi thì các bác lắp vào cho em là xong này. Đấy, tiếp theo là cái chức năng này là chức năng là massage này. Đấy, massage này. Đấy, và chức năng nữa là có cả tăng đơ để các bác chấn viêm luôn. Đây, cái này là tăng đơ chấn viêm này. Đấy. Đấy, tăng đơ chấn viêm luôn. Đấy, tức là nó sẽ có cho các bác là 4 tính năng liên tục để các bác sử dụng nhá. Đấy. Thứ nhất là cạo râu này. Đấy, thứ nhất là cạo râu này. Thứ hai là thứ nhất là cạo râu này. Thứ hai là các bác dùng để tăng đơ chấn viêm này. Thứ ba là cắt tóc này. Và thứ tư là có cái phần chổi này các bác dùng để massage mặt này. Đấy. 4 chức năng luôn. 4 chức năng cho một cái con tăng đơ 9D như này. Và cái giá thì chỉ có 95.000 thôi. 95.000 các bác nhá. 95.000. Hàng xuất đi Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu, đầy đủ các nước cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 95k. Em mẽ cho em là tăng đơ 9D nhá. Đấy, tăng đơ này. Tông đơ 9D nhá. 9D. Giá sẽ là 95k cho một cái bộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Đây. Đây nó sẽ là một cái con ấm để các bác chuyên dùng để pha trà. À, ấm mặt trời. Đấy, lên cho em là ấm mặt trời. Sẽ bao gồm cho bác một cái gắp này, một cái khay như này này. Tiếp theo là đến một cái khay này. Một khay này các bác này. Đấy, một khay này. Đấy, tiếp theo là đến một cái khăn lau. Và một cái bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này. Một cái chuyên như này. Chuyên này thì trong lòng bàn tay thôi nhá. Làm bằng đất nung của Nhật này. Một chuyên này. Đấy, sẽ có cho các bác là 6 chén nhá. 6 chén luôn. Đây. Đấy, một chuyên 6 chén luôn. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Có khách có khứa uống trà thoải mái nhá. 6 chén luôn. Một chuyên 6 chén như này nhá. Đấy, đây các bác này. Một chuyên 6 chén như này. Kèm thêm cho các bác một cái hũ nữa. Một cái hũ đựng trà này các bác này. Đây. Một cái hũ đựng trà nữa. Đây. Các bác có thể đựng được 4 ấm trà, 4 đến 5 ấm trà thì các bác cho vào cái bình to các bác lại cho ra đây. Hoặc không dùng thì các bác có thể để trưng bày cũng được, rất đẹp luôn. Đó thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết như này. Khăn lau này, cái này để các bác gắp tráng trà này rất là Nhật luôn nhá, rất Nhật luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi, 140k cho một cái bộ ấm mặt trời như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời. Ấm mặt trời này. Ấm mặt trời giá sẽ là 140k nhá. 140.000 đây. Ở cái vỏ này nó sẽ có cái hình hoa văn mặt trời như này nên em gọi nó là ấm mặt trời 140.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Con này thì nó có cái độ tính từ và nó hút cái các cái vết bụi bẩn rất là tốt luôn. Thì các bác dùng để mình lau kính này. Đấy, một bịch này của nó sẽ bao gồm là 2 này, 4 6 8 10, 10 cái như này thì là nó là kích thước là 30 x 30 và nó là một cái dòng vải thô mịn. Dùng chuyên để lau kính nhá, lau kính ô tô này, lau kính của các cái bề mặt bàn này, nói chung là chuyên để lau kính thì rất là tiện luôn và nó có cái tính từ nó hút bụi rất là tốt luôn. Đấy, có cái từ tính ấy. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Khăn lau kính giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái khăn lau kính như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột thông minh nhá. Đây, kẹo chuột thông minh này. Đấy, cái này thì một hộp này của nó sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy, nó sẽ là dạng viên màu hồng như này. Cái dòng này thì nó thu hút chuột rất là tốt luôn. Chuột đến ăn rồi chết cả đàn luôn các bác nhá. Chết cả đàn luôn. Đó. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng ăn chết cả đàn luôn các bác nhá. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Thái Lan. Toàn bộ chữ Thái hết, Bangkok Thái Lan các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan này các bác này. Đó, Bangkok Thái Lan nhá. Đó, giá thì nó bán thị phần số 1 luôn, 30k cho một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen quạt tăng áp này. Bộ sản phẩm thì rất đơn giản, bao gồm là một sen quạt và một bộ dây.
Bộ dây này thì dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Đấy, có lô 1m2, có lô 1m5. Dây inox chống rối. Đấy, 1 sen 1 dây như này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này, có điều chỉnh tăng giảm này và có cánh quạt xoay này. Đấy, bộ sản phẩm như này giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhá, giá sẽ là 100.000. Rất tiện luôn, con này thì dùng rất là thích, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Nhà bác nào nước yếu thì dùng con này cho em, rất là ok. Sen quạt tăng áp, giá của nó sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá, sen cao su đây. Đấy, thì cái sen này thì ở đầu vòi của nó sẽ có cao su. Đấy, đầu vòi của nó sẽ có cao su. Đầu vòi của nó sẽ có cao su như này. Đấy, và cũng một dây một vòi như này. Một dây một vòi này, cũng có đóng ngắt trên tay nhá. Có đóng ngắt trên tay và đầu vòi này sẽ có cao su, giúp cho các bác massage khi mình tắm thì mình kỳ cọ massage cũng rất là tốt luôn. Con này thì giá sẽ là 95.000, cũng có điều chỉnh nhá, có điều chỉnh như này. Đấy. Và điều chỉnh thì nó sẽ có 3 chế độ nước này, 3 chế độ nước như này các bác này. Đấy, đúng như trên hình luôn. Thì dùng để mình tắm rất là thích luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Con sen cao su này thì giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho cái sen cao su này thôi. Giá của nó sẽ là 90k. Đấy, con này thì cũng rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su, giá sẽ là 90k nhá. Đấy. Sen cao su này, giá sẽ là 90k cho một cái bộ sen cao su như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ lên cho bác một số cái mã thuốc, hàng thuốc nội địa của Nhật nhá, hàng thuốc nội địa của Nhật. Thì rất là nhiều các cái mã thuốc đây để gửi tới các bác này. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác đó là cái dầu xay xe nhá. Đấy, dầu xay xe như này. Con này thì ghi cả dao đây, dầu xay xe, giá sẽ là 40k cho một cái lọ dầu xay xe như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái lọ dầu như này. Thì khi nào các bác xay xe thì lên xay tàu, xay xe, xay máy bay này. Đấy, các bác chỉ cần lăn vào tay này cho em này. Đấy, lăn vào tay này cho em. Đó, con này thì dùng rất là tốt luôn. Đó, dầu xay xe nhá, dùng rất là tốt luôn. Chuyên trị cho các bác bị xay xe này, xay tàu, xay xe đây các bác này. Đấy, đây. Đây, tàu bay, tàu hỏa rồi nói chung là đây, tàu bay, tàu hỏa rồi xe ô tô rồi tàu biển các thứ này. Đấy, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu xay xe như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem bạch biến nhá. Cái này công dụng là cái gì đây? Công dụng như nào? Thôi, những người bị bạch tạng, bạch biến. Kem bạch biến này, con này thì chuyên dùng cho các bác nào chuyên bị gọi là bị bạch tạng này, hoặc là bị dạng như là nó đây, đấy, cái những cái vết loang màu trắng này các bác này. Vết loang, vết vẩy màu trắng như này thì các bác bôi cái này vào cho em. Đấy, da các bác bị các cái hiện trạng như vậy thì các bác bôi cái kem này vào cho em, rất là tốt luôn. Thì nó sẽ giúp các bác về cái hiện trạng da như bình thường nhá. Đấy, ví dụ như là cái da nó đang bình thường như này mà các bác bị một cái choàng nào đó nó bị biến dạng này, hoặc là bị bạch biến ấy. Đấy, đây nó gọi từ chuyên môn nó gọi là bạch biến nhá. Đấy, đây đúng như hình như này thì các bác bôi cái này vào cho em, rất là tốt luôn. Giá thì các bác lên cho em là kem bạch biến nhá, giá sẽ là 60k cho một típ kem bạch biến như này, 60.000 cho một típ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một típ kem bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nấm phụ khoa nam nữ nhá. Đấy, con này thì sẽ là 45.000 cho một típ như này. Đấy, các bác lên cho em là nấm phụ khoa nam nữ, nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, cả nam cả nữ luôn. Đây là cái logo nam nữ này. Đó, cả nam cả nữ đều dùng được luôn. Thì cái này của nó cũng là thuộc dạng kem, các bác bôi thì rất là tốt. Đấy, bị nấm, bị ngứa rồi bị phụ khoa, dành cho cả nam và nữ luôn. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác nhá. Nấm phụ khoa nam nữ, cái này thì giá của nó sẽ là 45.000, 45.000 cho một típ như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, cái này là trị hăm cho bé nhá. Đấy, hăm ngứa cho bé này. Đấy, cái này thì chuyên trị hăm ngứa cho bé. Ví dụ các bé nhà mình mà nó bị hăm ngứa, đấy, rồi là bị mụn, các loại mụn như là hăm ngứa rồi mụn muỗi đốt các thứ là các bác bôi hết cho em là đều khỏi hết nhá. Đấy, bị hăm ngứa này, hoặc là các mụn bị muỗi đốt hoặc là côn trùng đốt là các bác bôi cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng như này, chuyên dùng cho trẻ em nhá. Cái này thì dùng cho trẻ em rất là tốt luôn và an toàn nhá. Đấy, đã được chứng nhận rồi, rất là an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là trị hăm ngứa cho bé nhá, hăm ngứa cho bé, giá sẽ là 35.000 cho một típ như này. Đây, hình trẻ em này các bác này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
viên viêm da cơ địa này. Đấy, cái thuốc trị viêm da cơ địa. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một lọ như này các bác này. Bác nào chuyên bị viêm da cơ địa thì các bác dùng cái này cho em. Tức là các bác cái dạng như là lỗ chân lông của mình nó bị viêm đấy, viêm nhiễm những cái lỗ chân lông hoặc là da đấy, da mình nó viêm nhiễm thì các bác bôi cái thuốc này cho em. Dùng rất là tốt luôn. Đấy. Hàng cổ truyền của Nhật đây các bác này. Đấy, đây. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn đây các bác này. Một lọ là 20 gram nhá. Viêm da cơ địa các bác nhá. Bác nào bị viêm da cơ địa thì dùng con này cho em. Đấy, lỗ chân lông bị rỗng này rồi là bị ngứa thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, ngứa cũng bôi được hết nhá. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k cho một lọ như này. 50.000 cho một lọ viêm da cơ địa như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau xương khớp này. Đấy. Thuốc trị đau xương khớp. Giá của nó sẽ là 40k cho một típ xương khớp như này. Đấy. Cái này thì các bác nào chuyên bị đau xương khớp thì bôi cho em, cái này em bán rất là nhiều rồi. Có bác lấy một phát 10 lọ xương khớp này luôn. Đấy, chuyên bị đau xương khớp này. Đấy, xương khớp bọ cạp nhá, gọi là xương khớp bọ cạp này. Ở đây thì có bọ cạp rắn này, rồi cóc này, rồi rết này, rồi thạch sùng này. Đó. Bôi vào thì rất là nóng luôn mà các bác dùng rất là tốt nhá. Đấy. Lên mã giúp em đó là xương khớp bọ cạp. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị xịt xoang nhá. Bác nào bị viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em. Đấy. Viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em, rất là tiện luôn. Đây, cái này khi mà xịt ra nó sẽ là dạng xương như này các bác này. Đấy, các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em rất là tốt luôn. Đấy. Chuyên trị viêm xoang, viêm mũi rồi dị ứng mũi rồi nói chung là các cái bệnh về xoang là các bác dùng cái này cho em là khỏi hẳn luôn. Đấy, khỏi hẳn luôn, các bác chỉ cần dùng cho em một liệu trình 1 đến 2 lọ là sẽ khỏi hẳn luôn nhá. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Bác nào chuyên bị hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Rất là tuyệt vời luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng nhá. Vẩy nến á sừng. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng dùng con này cho em. Giá thì chỉ có 25k cho một típ như này thôi. Dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hắc lào long ben vẩy nến nấm ngứa các bác dùng là khỏi hết luôn nhá. Khỏi tan ngàn luôn, chỉ cần 1 đến 2 cùng lắm là 3 lọ là khỏi hẳn luôn các bác nhá. Có những người người ta mua hộ cả xóm luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng con này cho em rất là ok, giá sẽ là 25.000 cho một tiếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau trĩ nhá. Đấy, thì các bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại này, co bố trĩ, xa bố trĩ dùng con này cho em. Đấy, bác nào bị co bố trĩ, xa bố trĩ này, trĩ nội trĩ ngoại dùng đều ok hết nhá. 30.000 cho một lọ thuốc trĩ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ hàng nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu của Datami đây, Datami các bác này. Đó. Thì trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ, xa bố trĩ dùng đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 30k cho một lọ trĩ như này, 30.000 cho một lọ trĩ như này. Tiếp theo thì thuốc đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày thì con này bên em bán rất là nhiều rồi. Các bác cứ lên các bác gõ là thuốc đau dạ dày 123 là các bác biết rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ thương hiệu luôn. Thuốc đau dạ dày 123. Giá thì sẽ là 100k cho một lọ nhé. 100k cho một lọ. Đây. 100.000 cho một hộp như này. Một hộp như này. 100.000 cho một hộp nhé. Một hộp này của nó thì sẽ có cho các bác là 5 vỉ. 1, 2, 3, 4, 5. Một hộp này của nó là sẽ có là 5 vỉ nhé. 5 vỉ như này. Dòng này của nó là dòng thuốc nam nhé. Cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Thuốc nam các bác. Thuốc nam cho nên là dùng rất là an toàn luôn nhé. Và các bác có thể dùng lâu dài được. Đấy, dùng lâu dài cho em. Giá thì sẽ là 100k. Đấy. 100k các bác nhá, 100.000, 100.000 cho một lọ thuốc như này, một hộp thuốc như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày, giá của nó sẽ là 100k cho một 100k cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ cho các bác là 5 vỉ nhá, 5 vỉ. Thì khi các bác uống thì cứ uống cho em là 1 đến 2 viên và sau bữa ăn uống cho em 3 ngày liên tục, sau đó thì mình nghỉ, sau đó thì mình nghỉ 2 ngày rồi mình lại uống tiếp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là gọi là thuốc nhỏ mắt, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy.
Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên dùng để nhỏ mắt, rất là tốt luôn các bạn. Đấy, rất là tốt luôn. Đấy, chuyên dùng để nhỏ mắt cho em. Đây. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E này, B6 này, NA và K. Đây là các cái dòng cực kỳ là tốt và an toàn luôn để các bác chuyên dùng, gọi là chuyên dùng cho em, gọi là mình bị đau mắt này, rồi sưng cộm này, rồi là mỏi mắt. Đấy, phục hồi thị lực rất là tốt luôn. Đấy đây. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Made in Japan các bác nhá. Đó. Đây, nguyên cái vỏ của hãng cũng đã các bác đã biết chất lượng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60k thôi. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đó, thuốc nhỏ mắt này. Thuốc nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k cho một típ như này nhá. 60.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt như này. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Bỏ anh đi biển. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mặt hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái súng rửa xe nhá. Các bác lên cho em là súng rửa xe. Con này thì giá sẽ là 150.000, hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Các phần đầu kết nối này đều bằng đồng hết này. Đấy, bóp cực kỳ là ngon luôn nhá. Con này thì bóp ngoài như này nó rất là êm tay các bác, bóp nó rất là dễ chứ không như cái súng truyền thống là nó có cái vòng ở đây thì các bác bóp nhiều khi nó cứ hãm tay, nó rất là khó làm. Đấy. Ngoài ra thì nó có các cái đầu van để mình kết nối đây thì các bác có thể về để mình lắp đặt vào cho em. Đấy, có cái đầu van kết nối đây. Giá sẽ là 150.000 và cái này thì nó sẽ có cho các bác là xoáy tĩnh tiến như này để các bác có thể là xịt rửa xe này hoặc là dùng để tưới cây này, rất là tiện nhá. Đấy đây, nó sẽ xoáy tĩnh tiến này, rất là tiện luôn. Đó. Lên cho em là súng rửa xe nhá, súng rửa xe. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này, rất tiện luôn. Các cái phần đầu kết nối này của nó đều bằng đồng hết này. Đấy, đầu kết nối bằng đồng hết. Con này thì dùng rất là xịn sò và tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Giá của nó sẽ là 150.000. Đây. Đấy, các cái hệ đầu kết nối như này. Bỏ anh cái bút đi. 150.000 cái súng rửa xe này các bác nhá. Cái bút. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe các bác nhá. Cân sức khỏe đây. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là súng rửa xe này. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Súng rửa xe giá sẽ là 150k. Đó, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe này. Cân thì sẽ có kèm pin cho các bác luôn. Lô này về thì sẽ có kèm pin. Con này thì sử dụng rất đơn giản thôi, các bác cứ lắp pin vào cho em là xong. Đấy, ngoài ra con này thì nó có app để các bác có thể kết nối với Zalo hoặc là quét mã vạch để mình sử dụng, nó rất là tiện này. Đấy. Thì khi các bác kết nối thì nó sẽ giúp cho các bác là đo các cái cân nặng này, nhịp tim này, huyết áp các thứ nhá. Thì về nhà các bác tự kết nối thôi. Còn em giới thiệu cơ bản thì em chỉ bán cái này với công dụng là cân thôi. Cân thôi nhá. Còn về nhà các bác muốn sử dụng thêm các cái tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu nhá. Đấy, em bán thì chức năng chính vẫn là dùng để cân. Đấy là cân sức khỏe. Thì các bác về các bác cân người để cân tính cân nặng thôi. Còn về nhà các bác muốn dùng như nào đấy là tùy các bác nhá. Đây. Có cập nhật nhiệt độ luôn, có cập nhật nhiệt độ đang là 27 độ C và có báo cân luôn. Đây em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đấy. Em thì hiện tại đang là 64,3 kg các bác này. Đấy, 64,3 kg, tức là 64,5 cân. Đấy, 64,5 cân, gần 65 cân. Đấy. Đây nhá. Có các chức năng như này, về nhà các bác kết nối vào là các bác sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Giá sẽ là 130k, 130.000 cái cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhé, ủng đi mưa. Đấy. Giá đợt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ còn 90.000 trong cái bộ ủng đi mưa như này nhá. 90.000 trong bộ ủng đi mưa như này. Con này thì rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình đi mưa, đi ở khu vực nào mà bị mưa rồi lầy lội là các bác đi vào cho em. Con này thì các bác đi nó rất là rộng nên các bác có thể đi xỏ hạ quả cả giày cả dép vào luôn. Cả giày cả dép các bác cứ đi vào. Đó, sau đó thì về nhà các bác chỉ cần giặt đi cho em là xong. Thì mình đi giày dép nó vẫn sạch sẽ mà nó ngon lành cho bác luôn. Nên cho em là ủng đi mưa nhá. Ủng đi mưa giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho cái bộ ủng đi mưa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Ủng đi mưa có khóa kéo và chốt cài, không lo bị thấm nước vào bên trong các bác. Có bo chun ở phần cổ nên nó không bị lỏng lẻo như các cái đôi ủng bình thường mà còn giữ ấm được nữa. Đi những hôm trời mưa thì đỡ lạnh chân, đỡ ướt giày mọi người ạ. Đấy, giày dép các bác xỏ vào được hết nhá. Để ủng chống chân trượt nên mọi người có thể đi đường bùn đất yên tâm nha. Nếu các bác thấy cần thiết thì ấn mua ngay ở giỏ hàng góc trái ạ. Đó, rất tiện luôn. Mưa mà có đó. Em này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là đèn phễu này bao nhiêu? 90.000 trong con đèn phễu siêu sáng như này, có kèm cho các bác là một dây và một cáp sạc này. Cái này là cái dây đeo lên đầu này và một cái cáp sạc như này.
giá chỉ có 90k thôi. Con này thì siêu sáng luôn các bác, có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn, có báo pin các bác này. Đấy, siêu sáng luôn các bác nhá. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này, rất sáng luôn các bác. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đây, cái pha của nó mà ban ngày các bác còn xem cái điểm sáng nó như này là các bác biết rồi, rất là sáng luôn nhá. Rất là sáng luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 90k thôi. Các bác dùng để mình đi săn bắt hái lượm này, hoặc là soi rọi. Đấy, đề phòng mưa gió bão bùng rất là tiện luôn. Lên thì em là đèn phễu, giá sẽ là 90k nhá. Đấy, nó sẽ hình cái phễu như vậy. Lên thì em là đèn phễu này. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn. Con này thì bao nhiêu nhỉ? 80.000 trong con đèn tròn như này, bao gồm một đèn, một điều khiển, một cáp sạc. Đấy, một đèn điều khiển, một cáp sạc đây. Mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ là pin của nó là dung lượng là 2500 mAh và có sạc năng lượng mặt trời nhá. Và ngoài ra thì con này nó sẽ có cho các bác là công suất của nó là 120W theo mặc định của nhà sản xuất này. Đấy, có các chế độ ở đây. Đấy, và các bác có thể dùng trực tiếp như này hoặc là dùng qua điều khiển cũng ok. Điều khiển đi về nhà các bác lắp pin vào cho em nhá. Đó. Giá thì sẽ là 80k cho một con đèn như này, có năng lượng mặt trời luôn thì các bác dùng nó rất tiện. Đấy, có sẵn cả pin cho các bác luôn. Đấy, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn này. Đèn tròn, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con đèn tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Đấy, lên theo là bộ nồi 5 món này. Đấy. Giá này sẽ là 140.000 cho 5 cái nồi như này. Hàng này thì nó sẽ là vừa phải thôi, không quá dày các bạn, không quá dày, vừa phải thôi. Và cái này của nó thì nó đều có bọc cái bóng chống xước hết này. Về nhà các bác bóc ra cho em. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là cái nồi này là to nhất sẽ là 24cm và cái nhỏ nhất là 16cm. Đấy, thì cứ nồi nào là vung đấy nhá, nồi nào vung đấy như này. Thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy, về nhà các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Ưu điểm của nó là cái nắp vung này của nó bẹt thì các bác có thể để chồng với nhau được. Đây, mình cứ chồng với nhau như này. Đấy, còn không chồng nữa thì lúc mình bỏ gọn nó rất là gọn. Con to nhất là 24cm và con nhỏ nhất là 16cm. Đây. Đấy. 140.000 cho 5 chiếc nồi như này, 5 chiếc nồi như này, rất tiện ích luôn nhá. 1 2 3 4 5. 5 cái nồi như này dùng rất là tiện này. Đấy. Và không dùng nữa thì các bác lại chồng vào nhau cho em. Đấy. Cứ là nồi nào vung đấy nhá. Đấy, nồi nào vung đấy. Từ to đến nhỏ. Đấy, nồi nào vung đấy. Đấy, chồng vào. Rất là gọn luôn. Đấy, thấy không? Đây. Đấy. Rất là xinh luôn nhá. Đấy, rất xinh luôn. Đấy. Combo cho các bác luôn. Mình không dùng nữa thì mình lại bỏ vào trong tủ và bỏ vào trong này, mình lại cất đi. Đó, rất là tiện ích nhá. Đấy. Cứ nồi nào vung đấy này. Đấy, rất tiện luôn. Đấy, các bác không dùng nữa thì các bác cất đi cũng rất là gọn. Còn dùng ví dụ như nhà có cỗ, có bàn, có công, có việc lấy ra. Đấy, lên xem là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 180k. 140.000 5 món này. Giá sẽ là 140k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Con này thì nó sẽ là bằng silicon như này. Đấy, bằng silicon và thiết kế theo kiểu than tổ ong như này, rất là mềm luôn. Thì khi mà các bác đi lại thì mình sử dụng, mình ngồi thì nó sẽ là chống cho các bác là đau cột sống này, rồi các cái bệnh về trĩ là rất là ok luôn nhá. Đấy, nó có cái độ đàn hồi co giãn nhất định, rất là thích luôn. Và cái vải này của nó thì cái mặt dưới này là có lớp cao su non này, chống trơn trượt này. Mặt trên thì nó sẽ là dệt 5D thoáng khí này. Đấy. Và giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế này. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho một con đệm ghế như này, 80.000 cho một em như này. Đấy. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 30/30cm, chiều rộng thì vào khoảng là gần 30cm. Đấy, các bác ngồi là rất là vừa mông luôn, rất là ngon lành nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thảm 46 nhá. Đấy. Lô này về hoa văn màu sắc rất là đẹp và cái màu của nó là cái màu đất như này, rất là sạch này. Đấy. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Bác nào lấy nhiều màu thì là em sẽ chọn đủ màu. Đấy, đủ mẫu. Giá thì sẽ là một cái thảm như này, giá của nó sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? Thảm 46. 45.000 cho một con thảm 46 như này. Hàng cực kỳ là dày dẫn các bác nhá, dày dẫn. Chất liệu của nó thì bằng nỉ như này, bằng nỉ như này và chống trơn trượt rất là tốt luôn. Bên dưới là cao su non, mặt bên trên thì bằng nỉ chống trơn trượt rất là tốt. Thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn nhá, rất là đa di năng luôn. Đó, chống trơn trượt bên dưới cao su non, chống trượt bên trên thì nỉ thấm hút rất là tốt, siêu thấm hút luôn nhá. Đấy, siêu thấm hút luôn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá. Kích thước chiều dài của nó sẽ là một chiều 40 và chiều 60. Lên cho em là thảm 46. Thảm 46 giá sẽ là 45k nhá. 45 đúng không? 45.000 cho một cái thảm 46 như này, một chiều 40 và chiều 60. Rất là tiện, sạch sẽ. Cái này các bác chỉ cần vỗ qua cái là sạch luôn.
Đấy, vỗ qua cái sạch luôn nha các bác nhá, rất là tiện luôn. Rồi ok. Hello chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chụp đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu đồng hồ dây da này, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, đồng hồ dây da hàng siêu đẹp cho các bác luôn nhá. Đây các bác này. Hàng rất là đẹp luôn. Đây các bác thấy chưa? Đó, dây da rất là đẹp luôn nhá. Và giá thì một cái mẫu đồng hồ dây da cực đẹp các bác nhá. Đấy các bác này. Đấy, đồng hồ dây da rất là đẹp luôn. Mặt này, đấy, mặt sáng đẹp các bác nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Giá của nó sẽ là 95.000 nhá, 95.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy các bác lên giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da giá sẽ là 95k đây các bác này. Đeo vào thì cực kỳ là mượt luôn các bác này. Đấy, lấy cái bút. Đeo vào cực kỳ là mượt luôn các bác nhá. Đấy, rất đẹp các bác này. Số dạ quang đẹp nhá, số dạ quang đẹp cho các bác luôn. Đấy, và có các cái trang trí các cái đồng hồ nhỏ trang trí bên trong. Đó, hồ nhỏ này trang trí thôi nhá. Đó, rất đẹp các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dạ quang này. À, đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đồng hồ dây da này, đồng hồ dây da nhá. Dây da giá sẽ là 95k cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cọ rỉ nhá. Cọ rỉ đây, cái này các bác thì dùng để đánh sắt này, đánh rêu này, rồi đánh bẩn, đánh xoong, đánh nồi đều được hết nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái chỗ cọ rỉ như này. Đây. Các bác có thể dùng để mình chì cọ này, chì cọ đánh rửa này. Đấy, đánh rửa xoong, nồi, bát, đĩa rồi nói chung là tất cả. Đây, rất là tiện nhá. Xong nồi bát đĩa rồi đánh rêu đánh mốc đầy đủ cho bác luôn. Nên cho em là cọ rỉ nhá, chổi cọ rỉ giá sẽ là 15k cho một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng này. Một quận này của nó thì khoảng là 20 mét nhá, một quận này khoảng 20 mét. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một quận dây như này. Đấy. 150k các bác nhá, 150.000 thôi. Các bác lên cho em là dây điện vàng nhá. Chiều dài của nó khoảng 20m, có đèn báo này. Đấy, hàng nội địa của Nhật có đèn báo đây. Và có 1, 2, 3, 4 chân cắm như này. Có 4 chân cắm có đèn báo nhá. 4 chân cắm có đèn báo. Con này thì dây của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Đây mã giúp cho em đó là dây điện vàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Đó, 150.000 một quận. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao thái lỗ của Nhật này. Đấy, thái lỗ của Nhật. Đây, hàng made in Japan này, made in Japan. Đó, đây. Hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Dọc giấy bóng cái loại giấy bóng dài như này mà em còn dọc được là các bác biết rồi. Đấy. Hàng siêu bén cho các bác luôn, giấy bóng siêu dài mà còn dọc được các bác nhá. Con này thì các bác dùng cẩn thận thì em là khéo đứt tay nhá. Đấy, dài thì phần lưỡi là 20 cm, tổng chiều dài của dao khoảng 30 cm. Có quai đeo như này, quai đeo hàng liền thân, siêu sắc bén cho bác luôn. Akatsuki này. Đấy, hàng made in Japan. Đó. Lên theo là dao thái lỗ, con này giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130k cho con dao thái lỗ này. Đấy, lên theo là dao thái lỗ. Dao thái lỗ giá sẽ là 130k nhá, 130k con dao thái lỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ vạn năng nhá. Đấy, đồng hồ kim, lên cho em là đồng hồ kim. Đấy, con này thì sẽ là 200, các bác lên cho em là đồng hồ kim nhá. Đấy, đồng hồ kim thì cái này các bác dùng để đo vôn, đo ampere kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Có kèm cho các bác một viên pin như này. Đấy, và các cái đầu để đo đây. Các bác có thể đo ôm này, đo ampere kế, đo vôn kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Đấy đây, các kiểu con là điều luôn. Đó. Ôm rồi ampere rồi DAC, ACV, nói chung là đầy đủ. Giá sẽ là 230.000, bên em đã bao ship cho bác nhá. 230.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá rất hợp lý nhá. Một con đồng hồ như này. Con này thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Nếu các bác mua bên ngoài thị trường nó phải 300-400.000. Đấy, bên em bán giao đến tận tay cho các bác giá chỉ có 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm nhá, đồng hồ kìm. Đồng hồ kìm giá sẽ là 230k bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái đài FM của Nhật này. Đấy, đài FM của Nhật đây. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Có cả đồng hồ luôn nhá. Đấy, có cả đồng hồ luôn. Và con này thì nó đã tích hợp pin sẵn ở đây rồi. Về nhà có kèm thêm một cái cáp sạc pin đây. Đấy, cáp sạc pin bên trong này và một quả pin như này. Về nhà các bác dùng thôi. Hết pin thì các bác lại sạc pin vào cho em. Đấy, các bác để cho em chế độ FM là 1 này. Đấy, và vặn lên này. Đấy, vặn lên. Đấy, volume ở đây luôn. Bluetooth. Đấy, và các bác bắt đầu là mình dò nhá, mình dò này. Đấy. Các bác dò đây cho em này. Đấy. Đấy. Các bác cứ dò đây cho em. Đó. Là mình sẽ ra đài thôi. Các bác cứ nhả nha, mình dò là nó quen tần sóng rồi là các bác bật lên và sau các bác cứ bật lên là có luôn. Đó. Rất tiện ích các bác nhá. Đấy, các bác cứ dò đây cho em này. Đó.
mà tránh cái có thai ngoài ý muốn. Dạ vâng. Liên quan đến chủ đề là phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em thì trong quá trình thực hiện chúng tôi nhận được nhiều ý kiến của các quý vị thính giả. Những bậc phụ huynh có hỏi là có những cái loại xâm nào ạ? Và làm sao để mà có thể nhận biết sớm được những cái dấu hiệu mà con em mình bị xâm hại ạ? Thực ra là xâm hại tình dục thì không phải là chỉ cần tiếp xúc bộ phận sinh dục với bộ phận sinh dục, người ta đã có những cái định nghĩa và quy định. Xâm hại tình dục qua lời nói, qua hành động, qua phim ảnh, rồi qua chuyện kể, rồi rất nhiều các vấn đề. Cho nên là để mà cái nhận biết được. Con này thì nó sẽ có các bác là đồng hồ này, có đài FM này và có kết nối cả MP3 Bluetooth nhá. Đó. Có cả kết nối Bluetooth luôn. Đấy thì giá sẽ là 260.000 cho một con đài FM như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Ok thì mình thanh toán thôi em. Đó. Tên mã giúp cho em đó là đài FM nhá, giá sẽ là 260.000. Đó. Đài FM này. Đài FM 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là vào khoảng là từ 70 đến 100 vòng. 70 đến 100 vòng và một vòng này thì các bác có thể đốt liên tục được cho em là từ 3 đến 5 tiếng nhá, từ 3 đến 5 tiếng. Đấy. Mỗi bánh như này là nó sẽ là 2 vòng nhá. Mỗi bánh này là 2 vòng, về nhà các bác tách ra cho em. Cái này của nó là trầm tự nhiên nhá, trầm tự nhiên. Đấy, được chiết xuất từ gỗ trầm tự nhiên, hàng cực kỳ là thơm luôn nhá. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, gỗ trầm tự nhiên rất thơm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp mà nhang trầm đốt như này, giá sẽ là 40k nhá, 40k cho một hộp. Các bác lên cho em là nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Nhang trầm đốt này, giá sẽ là 40k thôi, rất rẻ. 40k trên một hộp như này mà tới 100 vòng, tính ra là vào có 400 con trên một vòng như này, rất rẻ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng này. Đây. Quay lên cho em là nồi lẩu 2 tầng. Rất tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình chiên mình hấp này, hấp hoặc là ăn lẩu này. Dán đều được hết nhá. Đây, tráng đá chống dính. Kích thước của nó là 28 cm nhá. Thứ nhất là các bác có thể dùng để chiên, rán, xào, nấu ok hết này. Đấy, ăn lẩu này hoặc là hấp này. Nói chung là con này nó sẽ là nồi lẩu 2 tầng đa chức năng, rất tiện ích luôn. Đây. Đấy. Điện 220, 28 cm, công suất của nó là 1000W, hàng siêu nóng nhanh luôn. Hả? Giá sẽ là 230.000, bên em bao ship đến tận nhà. Ôi giời ơi, giá rất ôi giời ơi luôn, giá siêu rẻ luôn nhá. Một cái nồi lẩu như này, đa di năng như này mà giá chỉ có 230.000 thôi, rất rẻ nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng nhá, lẩu 2 tầng. Lẩu 2 tầng giá sẽ là 230k, bao ship. Giá cực kỳ ôi giời ôi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá, 150.000 à. 150.000 cho một con ổ điện sạc nhanh như này. Cắm điện vào có đèn báo này, có 1 2 3 4 chân USB, 3 chân ổ cắm, 1 chân sạc nhanh. Đấy, các bác chỉ cần đặt điện thoại vào đây là sẽ có chức năng sạc nhanh cho các bác luôn, rất tiện. Để trên bàn như này vừa nghe nhạc, vừa sạc pin, vừa xem YouTube các thứ. Vừa mở shop Phạm Huấn lên xem nhé. Có cả cầu dao đóng ngắt luôn. Hàng cực kỳ xịn sò. 3 chân, 4 chân USB 1, 2, 3. Đấy. Cắm cho anh dây điện tí nào. Rất tiện luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ sạc nhanh nhá. Ổ điện sạc nhanh. Ổ điện sạc nhanh này. Ổ điện sạc nhanh. Giá thì chỉ có cho các bác là 150k thôi. 150k đây em cắm test thử cho anh em các bác xem luôn. Dây dài khoảng gần 2 mét nhá. Đấy, mét mấy đến 2 mét đây. Cắm vào này, bật lên có đèn báo này. Đấy, đèn báo xanh luôn nhá. Sạc nhanh này. Đấy, sạc nhanh này. Đấy, báo pin luôn. Ngon chưa? Đó, rất tiện luôn. Giá sẽ là 150.000. Có dây dài nhá, dây dài khoảng gần 2 mét các bác nhá. Dây khá là dài luôn đấy, rất ok luôn. Lên thì em là ổ sạc nhanh 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cái bác sản phẩm đó là cái bộ gắp nóng này. Bộ gắp nóng đây, bộ này rất là tiện. Bao gồm cho các bác khá là nhiều chi tiết luôn. Đấy, đầu tiên thì sẽ có cho các bác là một cái gắp kẹp như này này. Đấy, cái này để các bác kẹp mà các cái bát, cái đũa vào này, cái bát đĩa này. Đấy. Thứ hai là cái này chuyên để gắp đĩa. Đây, gắp đĩa này, các bác hấp thì mình đưa cái vành này ra này, đưa cái vành này ra mình kẹp đũa à, kẹp những cái đĩa, những cái khay vào này. Đấy, cái này thì để lót nóng này, cái này để bắt tay này. Đấy. Một bộ 4 món như này, giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000 các bạn. 50.000 cho một cái combo 4 món thần thánh này.
Đấy, các bác nhà bếp nhà nào cũng phải nên có một cái bộ này. Ví dụ như các bác hấp này rồi chiên rán này, đồ nóng này cần phải gắp ra mà không bị bỏng tay dùng cái này cho em. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa giá sẽ là 50k. Đấy, bộ gắp bát đĩa 50.000. Đây sẽ có video thực tế luôn. Các bác sản phẩm bao gồm một kẻ bát đĩa. Các bác nhá. Đó, các bác xem hình ảnh còn em minh họa cho các bác xem. Kẹp vào này, bê ra này, rất tiện nhá. Chắc tay luôn. Đấy, đây là cái bắt tay này. Bộ sản phẩm này, đấy của họ còn thiếu một món này của em, còn có cả cái lót chống nóng ở dưới nữa cơ. Đó, họ có 3 thôi, của em 4 món luôn. Siêu tiện ích luôn. Đấy, anh em các bác thấy chưa? Đó. Rất tiện nhá. Rồi ok. Hello các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Một số mã cực tốt thanh lý cho bác trong ngày hôm nay. Đó. Đầu tiên thì bên shop về cho bác cái máy tỉa lông mũi mini nhá. Tỉa lông mũi mini con này thì chỉ chuyên để tỉa lông mũi thôi, dùng sạc pin. Đấy, có kèm cho các bác một cái dây sạc như này nhá. Có kèm các bác một cái dây sạc như này. Về nhà các bác cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình giúp cho em. Đó, rất tiện luôn. Và con này thì các bác chỉ cần bấm này là nó quay này. Đấy, dùng để tỉa lông mũi, và cái này thì nó là dạng quay bên trong nên rất là an toàn nhá. Rất là an toàn luôn này các bác. Đấy, máy chạy cực kỳ là êm luôn. Đây, máy chạy cực kỳ là êm luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. Lên mã giúp cho em cái mã đầu tiên đó là tỉa lông mũi mini, giá sẽ là 60.000 cho một con như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc thôi. 60.000 cho một con tỉa lông mũi mini này các bác nhá. Đó, 60k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi vàng này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 40cm, rất dài các bạn. Và cái đầu này thì có điều chỉnh được nước này, và có thể ngoắt nhéo được này, có thể ngoắt nhéo được, rất là tiện luôn. Thì con vòi vàng như này về nhà các bác chỉ cần kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình thôi. Đấy, mình có thể vặn đi vặn lại này, xoay tròn để mình xả nước rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là vòi vàng nhá. Vòi vàng giá sẽ là 35.000 cho con vòi vàng như này, 35k. Thì các bác này, khi các bác lắp vào nó sẽ như này. Đấy, lắp vào rất là tiện luôn. Đây. Đấy, rất tiện nhá. Có thể là mình vặn điều chỉnh rất tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn, qua theo. Đó. Đấy, có thể xoắn tròn này, điều chỉnh này, rất tiện nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. 35.000 cho con vòi vàng như này. Đấy, đúng như trên video luôn nhá. Vặn vỏ này, điều chỉnh này, kết nối vào đầu nguồn nước này. Vòi vàng nhá, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bút thông mạch này. Con này thì bên shop sẽ lên nó là bút thông mạch nhá. Bút thông mạch 20.000 một chiếc và 50.000 ba chiếc nhá. 50.000 cho ba chiếc. Đây, đấy, nó sẽ là một con bút này rất là tiện này. Đây. Đây các bác theo. Đây. Cái nào con nào về mà nó hết pin thì các bác thay pin cho em nhá. Bên em có kèm pin sẵn đây rồi. Về nhà các bác có thể là thay pin và giúp cho em. Đấy. Hàng nó sẽ là để lâu thì nó có thể nó hết pin thì các bác thay pin mới vào cho em. Đấy, cái này bên em có sẵn pin rồi, lên cho em là bút thông mạch 20.000 một chiếc, và các bác mua từ 3 chiếc thì sẽ là 50.000. Đây. Đây bác này, rất là tiện luôn nhá. Đó. Rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Và các bác về các bác sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Về nhà các bác thay pin cho em. Lên cho em là bút thông mạch, giá sẽ là 50.000 ba cái, còn mua lẻ 20.000 một cái. Ngoài ra thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bút cao su như này. Con này nó cũng là dòng để thông mạch đây, nhưng mà nó to hơn. Đây, đây to hơn. Con kia nó cũng đèn sáng như này thôi các bác nhá, cũng đèn sáng như này. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ to hơn một chút, đầu nó là đầu phủ cao su như này thì các bác có thể dùng vừa làm bút thông mạch, đo điện, vừa làm tô vít được luôn. Lên cho em là bút cao su, giá sẽ là 30.000 cho một con bút cao su như này nhá. Con này thì chắc chắn hơn, to hơn. Con này thì các bác chỉ dùng để thử điện thôi, nhưng con này vừa thử điện vừa làm tô vít được luôn. Đấy. Thì lên cho em là bút cao su, giá của nó sẽ là 30.000. 30.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn 20, giá sẽ là 110.000, bao gồm là một đèn, một viên pin và một cáp sạc. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng đèn siêu sáng, và thân của nó đều bằng nhôm hết nhá, thân của nó bằng nhôm hết nên các bác dùng rất là tiện. Đấy, một viên pin hãng, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, một viên pin hãng, rất là tiện ích nhá. Đấy. Một viên pin hãng dùng rất là tiện các bác. Đây, lắp vào này. Đấy, lắp vào. Các bác lắp mà nó không lên thì các bác đảo cái chiều pin đi cho em. Đấy. Đảo cái chiều pin đi cho em là xong. Đó. Thì các bác lắp một chiều không lên thì các bác đảo chiều pin đi cho em là nó sẽ lên. Đấy. Rất là tiện nhá. Hoặc là nếu mà các bác lắp mà không lên nữa thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, hàng vận chuyển từ nước ngoài về để lâu nó hết pin. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20, giá sẽ là 110.000 cho con đèn 20 như này. Đèn 20 110.000.
các bác lắp pin đúng chiều cho em là sẽ lên nhá. Thứ nhất là lắp đúng chiều, thứ hai là xoáy chặt vào thì nó mới lên nhá. Đấy, vừa nãy em xoáy lỏng nó cũng không lên. Đó. Nó sẽ có cho các bác là ba chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy. Và nó có thể zoom được này. Đấy, các bác có thể zoom như này. Con này thì rất sáng luôn đây các bác này. Đấy, khoảng sáng của nó rất là rộng luôn. Và mình có thể zoom điều chỉnh như này nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, tùy theo mình chỉ cần đẩy ra như này vào này là xong. Zoom nó rất là nhanh. Đây, pha của nó này. Sáng khủng khiếp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Điểm sáng của nó rất là lớn nhá. Ban ngày như này, ban đêm các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, mình có thể pha điều chỉnh như này. Con này giá thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Giá không lợi nhuận nhá. 110.000 cho một con đèn như này. Lên mã giúp cho em đó là ở đây thì nó có cái đốc này để các bác lắp cho em 3 của pin con thỏ nhỏ cũng được. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Đèn 20 giá sẽ là 110.000 một con nhá. 110.000 siêu sáng luôn. Đó, đèn 20 110.000 siêu sáng luôn các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Cái bình trà inox nhá. Dòng này thì là bình 4 lít. Đấy, bình 4 lít. Phương ơi. Dòng này nó sẽ là bình 4 lít này. Đấy, bình 4 lít này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu. 3 màu nhá. Đấy, 3 màu. Cái này còn hai lạng không? À, nó sẽ có dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Dòng 2 lạng và dòng 4 lạng. Đấy, giá thì con 4 lạng này là bao nhiêu? 4 lạng thì sẽ là 130.000 nhá. Dòng này sẽ là dòng 4 lạng này. 4 lạng 130.000 một con. Có 3 màu nhá. Đây. Hàng có ren xoáy như này. Có ren xoáy như này. Bỏ cái môi ra đây cho anh. Hàng có ren xoáy như này các bác nhá. Đấy, có ren xoáy như này các bác này. Ren xoáy có gioăng cao su luôn. Đó. Con này thì giá sẽ là 130.000 cho cái bình 4 lạng. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là 2 lạng. 2 lạng có mấy màu? 2 lạng có màu đấy, màu vàng. 2 lạng thì em cũng có màu đỏ đô này và màu vàng. Màu vàng giống này nhá. Con 2 lạng thì giá của nó sẽ là bao nhiêu? 90.000 cho một con bình 2 lạng như này. Con 2 lạng này giá sẽ là 90.000 các bạn. Đấy, lên cho em là bình 2 lạng này. 2 lạng giá sẽ là 90.000. Đó. Thì thôi đây rồi, không cần đâu. Con này nó con 2 lạng cũng có màu vàng luôn nhá. 2 lạng có màu vàng. Đấy, và màu đỏ đô như này. Hàng nội địa của Nhật. Con này các bác chuyên để đựng chè này, đựng cà phê này, đựng các loại hạt này, đỗ lạc này. Nói chung là đựng đồ khô thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Nắp nó rất là kín, ruồi muỗi kiến dán không thể vào được. Các bác có thể đựng đường, đựng cà phê, đựng các loại hạt rất là ok. Hàng rất đẹp, rất chất lượng này. Có màu vàng, màu đỏ đô, màu inox sáng bóng như này. Đấy, rất đẹp các bác theo. Đây. Dày dẫn chắc chắn đẹp lắm. Giá rất là rẻ. Con này 130.000. Còn con 2 lạng này sẽ là 90.000 các bác nhá. 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ môi này. Cái này 40.000 cái à? Môi. Đây, cái bộ môi như này các bác này. Đấy. Đây, một cái mẫu môi rất là đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, một cái mẫu môi rất là đẹp như này các bác này. Đó, rất đẹp các bác này. Bên em về nó sẽ có 3 mẫu như này các bác này. 3 mẫu như này. Đấy, kích thước thì nó tương đương như nhau nhá, tương đương như nhau. Chất liệu thì khỏi phải bàn rồi. Nó sẽ là dòng inox 304, môi cực kỳ nhỏ gọn, võng môi, dễ làm, dễ múc và đứng nồi nhá. Khi các bác để vào nồi này nó rất là đứng như này này và khi múc ra nó rất là tiện. Đầu tiên là môi liền này. Tiếp theo là đến môi lỗ tròn này. Đấy, lỗ tròn. Và môi này sẽ là môi xẻng nhá. Đấy, môi liền, môi lỗ tròn và môi xẻng. Đấy, thì nó sẽ có 3 mẫu như này. Giá thì bằng nhau đều là 40.000. Các bác có thể lấy theo combo 3 chiếc hoặc là lấy môi lỗ, môi xẻng hoặc là môi liền. Tùy theo nhá. Cái này thì lên cho em là môi liền này. Đấy, con này là môi lỗ này. Và con này sẽ là môi xẻng này. Đấy, 3 mẫu như này. Nó đều là môi. Đấy, môi hoặc là miền Nam thì các bác gọi thế nào đấy thì tùy, miền Bắc em gọi là môi các bác nhá, miền Bắc gọi là môi. Đó. Môi liền này, đấy đây là môi liền này. Thứ hai là môi lỗ này và thứ ba là môi xẻng này. Đấy. Giá thì đều là 40.000, hàng siêu dày dẫn các bạn, dày lắm các bạn, dày dẫn chắc chắn, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ví xanh này. 100.000 cho cái bộ ví xanh như này. Đấy, 100.000 cho một cái bộ ví xanh như này. 100.000 các bác nhá. 100.000 cho bộ ví xanh như này. Bộ này rất nhiều chi tiết luôn, tha hồ thoải mái sử dụng này. Đấy, đây, đầy đủ chưa các bác ơi? Đẹp mê ly luôn nhá. Đẹp mê ly luôn. 1 2 3 nói chung là tầm khoảng trên 10 chi tiết. Có nạo gót chân này, 3 4 cái bấm móng này, kìm cắt kéo cùng các kiểu con là điều luôn nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá. Đấy, lên mã theo là ví xanh. Giá sẽ là 100.000 cho con ví xanh như này. 100.000 cho cái ví xanh này nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Ví xanh 100.000. Lên mã giúp cho em là ví xanh này. Ví xanh 100.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái phao nước đây. Thì cái này dùng rất là tiện, cứ nước dâng lên là 1 cm là phao nó sẽ tự ngắt này. Đấy, lên mã giúp cho em là phao nước nhá. Nước dâng lên 1 cm là phao nó sẽ tự ngắt, rất tiện cho các bác luôn. Đấy, nước dâng lên 1 cm, phao tự ngắt, rất tiện các bạn. Đấy, rất tiện và dễ sử dụng các bạn. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi, 70.000 nhá. Đấy, 70.000 trong cái phao nước như này. Đợt này về cho bác giá thì còn 60k thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Đó, phao nước giá sẽ là 60k, giá siêu tốt cho bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác nhá, hình ảnh thực tế luôn này. Đấy, xoáy vào này, rất đơn giản thôi. Đấy, xả nước xuống này. Đó, nước ngập 1 cm là phao sẽ tự đóng này. Rất tiện các bác nhá. Đó, tiện lắm. Con này thì các bác dùng nó đa di năng được nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Các bác bỏ hết cái phao truyền thống đi. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Cầm anh cái ổ vàng ở đây. Đấy thì sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái ổ điện vàng nhé. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 5 chân này, cái ổ va đập ấy. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là 5 chân, 1 2 3 4 5, 5 chân cắm như này. Đấy, và có các cái dòng chân khó như này nhá. Con này thì các bác lên cho em là ổ vàng nhá. Ổ vàng giá sẽ là 45k. Đó, ổ vàng. Con này là cái gì? B1 à? Ổ vàng giá sẽ là 45k nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái ổ điện như này. Nó cũng là ổ vàng nhưng mà nó cùng tên, nên bên em sẽ lên nó là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là bao nhiêu? 65k nhá. 65k cái ổ B1 thế này. Con này thì hai con này đều là dòng chống va đập hết này. Đấy, đập phá thoải mái cho em. Đập phá thoải mái quá nhá. Đấy, dùng rất là thích này. Đấy, đập không hề có một cái vết cong vênh xít mẻ nào luôn. Đấy, không hề một vết xước luôn nhá. Chống va đập rất là tốt luôn. Hai con này thì đều là dòng chống va đập hết nhá. Con này thì các bác lên cho em là ổ B1 giá sẽ là 65.000. Có đèn báo này. Về nhà các bác xoáy cho em hai cái ốc này ra, sau đó lật ngửa nó lên là mình kết nối dây vào đây cho em. Đó, công suất rất là lớn luôn, lõi của nó đều bằng đồng hết, cắm rất là ngon. Đấy, còn con này thì nó cũng là dòng ổ đúc để chiến công trình nhá. Con ổ vàng này là 45.000. Đấy, ổ vàng 45.000. Còn con ổ B1 này sẽ là 65.000. Các bác muốn lấy con nào lấy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước laser nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình đo đạc đa di năng cho các bác luôn. Có cho các bác là 3 cái mực thước này, chéo, nghiêng và đứng này. Đấy, có cái cản bi này các bác rút cái ra cho em. Đó, sau đó thì bật lên này. Đấy là nó sẽ là đèn led nó sẽ lên các bạn này. Đấy, đây rất là sáng luôn các bạn này. Các bác thấy không? Đó, đây em dọn tường cho bác xem này. Đấy, rất là xịn sò bác nhá. Đấy, mình có thể lấy góc vuông này, rất là tiện ích nhá. Lấy góc vuông các thứ đều ok hết này. Đấy, và có tia ngang tia dọc rất tiện. Con này thì giá sẽ là 90.000. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá. Giá sẽ là 90k cho một em như này. Các bác có thể dùng để mình làm thợ làm nghề hoặc là sử dụng chế cháo vào trong gia đình nhà mình cũng rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em là thước laser nhá. Thước laser này. Thước laser giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít xanh nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái bộ vít xanh như này. Bao gồm cho em là một đầu vít này, một đầu vít, một tay nối dài và một tay nối dài và 30 đầu vít như này. 30 đầu vít to nhỏ lớn bé dẹt tròn đầy đủ cả thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, có đầu to, đầu nhỏ, đầu lớn, đầu bé, lục giác, ba khe, tròn, mũi khế đều có hết nhá. PH1, PH2, PH3 lắp vào đây cho em là mình sử dụng này. Rất là tiện luôn. 40k trong cái bộ vít như này thì các bác nên dùng. Đấy, rất là tiện ích này. Đó, thay tháo đầu rất là đơn giản thôi, rất là ngon lành nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một cái bộ vít như này thôi. Các bác dùng để mình làm thợ hoặc nghề hoặc là sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Nó ưu điểm của nó có tới 30 đầu vít khác nhau luôn, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ cho các bác luôn. Đó, nên cho em là vít xanh nhá, giá sẽ là 40.000. Đó, vít xanh giá sẽ là 40k trong cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái con đèn cầm tay này. Con này thì một đèn một cáp sạc, có pin năng lượng mặt trời luôn và có rất là nhiều đèn cho các bác đi kèm này. Đấy, một con đèn cầu này, một con đèn cầu khá sáng luôn. Tiếp theo là đến hai con đèn led hai bên này. Tiếp theo là một con đèn dọi như này, một con đèn dọi như này. Pha của nó cũng rất là dọi luôn, dọi khá là xa luôn các bác này. Đấy, rất sáng các bác này. Pha của nó dọi rất là sáng luôn các bác thấy không? Đây, ban ngày mà còn như này các bác biết rồi. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Đây, tấm pin năng lượng mặt trời có báo pin và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Điện thoại hết pin các bác sạc cái này ra cho em. Đó, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 100k. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay, giá sẽ là 100k. Đấy. Đèn cầm tay này, đèn cầm tay. Cầm tay giá sẽ là 100k nhá, 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm một con đèn nữa đó là đèn hộp nhôm nhá. Đây, con này là sẽ là đèn hộp nhôm, có dây đeo, cáp sạc đầy đủ cho bác luôn. Có cả 5 châm hít này để các bác đặt lên cái nào mà mình cần để giữ để chiếu sáng này. Và có cả máy lửa luôn. Đây,
đèn thì rất là sáng các bác này. Đấy, sáng lắm, sáng sáng chóe lên luôn các bác nhá. Đấy các bác đừng nhìn trực tiếp vào nó như nhìn vào mặt trời, rất là nguy hiểm các bác nhá. Đấy rất sáng luôn các bác nhá. Rất sáng luôn các bác thấy không? Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cả máy lửa luôn, có cả chế độ nhấp nháy cảnh báo này. Đấy có cả máy lửa đây. Máy lửa thì các bác giữ lì cái phím thấp này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì đèn lên là máy lửa lên. Đấy các bác thấy không? Đấy. Và các bác giữ là nó lại tắt này. Giữ là nó tắt. Đấy nó rất là tiện nhá. Đấy. Các bác giữ lì này cho em là nó lại tắt. Đấy. Và các bác giữ này nó đèn nó tắt là nó tắt, rất là tiện ích luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Đèn hộp nhôm. Các bác lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Con này 100. Đấy giờ gửi tới các bác giá chỉ còn 90k thôi, 90k. Lên cho em là đèn hộp nhôm. Đèn hộp nhôm này, giá của nó cực kỳ sốc luôn, 90k cho một con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động đây. Một bịch này của nó thì sẽ là 12 đôi. Và bên shop bán bịch cũng có mà bán lẻ cũng có. Các bác muốn lấy bịch thì lấy mà lấy lẻ thì lấy. Đấy, một bịch của nó thì sẽ là 70.000 cho 12 đôi. Còn mua lẻ thì sẽ là 5 đôi là 40.000. Đây. Đấy, chất liệu của nó thì dệt 5D, giãn cực kỳ luôn, có cao su non này, chống trơn trượt này, cầm bút viết các thứ thoải mái luôn. Đấy, cầm bút viết thoải mái luôn các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là găng tay lao động nhá. Găng tay lao động này. Thì lấy 5 cái, 5 đôi thì 5 đôi thì sẽ là 40k nhá, 5 đôi là 40.000, còn 12 đôi thì sẽ là 70k. Đấy, mua cả bịch nó rẻ. Đấy, cả bịch là một bịch như này là 12 đôi thì giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, có là màu màu xám, màu đen và màu xanh thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các này. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, các bác thấy không? Hút rất là khỏe luôn. Đây. Đấy, một cái biển như này nó hút phát một luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Một cái biển to như này mà còn hút được các bác này. Đấy, thấy chưa? Đó, rất là tiện ích nhá. Đó. Rất tiện ích luôn các bác này. Đó. Hút rất là khỏe luôn các bác. Hút rất là khỏe luôn này các bác này. Đấy. Nó hút cái túi bóng vào các bác này. Đây. Các bác thấy chưa? Đấy, đây. Cái túi bóng như này mà nó còn hút vào này các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Hút rất là khỏe luôn các bác này. Đó, thấy chưa? Đó, đây nhá. Đấy, thấy không? Đây. Đấy các bác thấy chưa? Cái túi bóng này nó còn hút vào được này các bác này. Đấy. Rất khỏe luôn nhá. Có các cái đầu như này. Đầu thổi luôn, đầu này đầu thổi các bác lắp vào đây này. Đấy các bác lắp vào là nó sẽ thổi thôi. Đây em thổi cho bác xem này. Đấy. Thổi cũng rất là mạnh luôn. Các bác có thể dùng bơm phao, bơm bóng đều được này. Đấy, đây thấy chưa? Đấy. Thổi này rất mạnh luôn. Đấy, rất mạnh luôn. Đó. Thổi rất là mạnh luôn nhá. Thổi thì lắp vào cái đít này xem. Đấy. Thì con này là chạy bằng pin nhá và có cáp sạc như này, có cáp sạc vào nhà các bác cắm củ sạc điện thoại nhà mình. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là đầu chổi, đầu chiếc đầy đủ cho bác luôn. Đấy, các cái đầu chổi như này nhá, đầu chổi, đầu hút như này vệ sinh. Lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng pin. Bỏ trong cái điện đây xem nào. Cái thổi bụi điện này. Hút thổi bụi bằng pin nhá, thổi bụi pin này, đó. Thổi bụi chạy bằng pin nhá, giá sẽ là cái này là cả hút cả thổi luôn. Hút thổi bụi pin giá sẽ là 100 mấy. Dòng cái dây điện này 170k nhá, 170.000. Ngoài ra thì bên shop có cái con chạy bằng điện này. Đấy. Con chạy bằng điện này thì sẽ là 260.000 cho con bằng điện như này. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là vòng tua công suất của nó là 1000W luôn nhá, 1000W luôn. Sử dụng điện 220V. Con này thì hút thổi cũng cực kỳ là khủng luôn. Đấy, con này thì hút thổi rất là khủng luôn. Đây. Đấy, rất là kinh khủng luôn các bác này. Đây, em lắp vào cho các bác xem. Con này 260.000. Thổi bay hết đi luôn các bác này. Đây. Đây. Hết luôn các bác này. Rách cái bóng luôn. Đây các bác này. Đấy. Thổi rất là thích luôn, các bác thấy chưa? Đó. Và có cả đầu hút nhá, hút thì các bác lắp cái vòi này sang đây. Lắp cái vòi này sang đây thì nó sẽ chuyển sang hút này. Đấy. Lắp vòi này chuyển sang hút này. Hút rất là mạnh luôn các bạn. Đấy. Đây. Đây các bạn. Đấy. Kéo vào túi bóng lên luôn này các bạn. Được chưa? Đó. Đó, hút rất là mạnh nhá. Con này sẽ là 260.000. Con này là hút thổi bụi bằng điện nhá. Đây, đây là cái đầu lưới hút của nó này. Một con bằng điện, con bằng pin. Đấy, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, điện con nào thì mình sử dụng con đấy. Gia đình to thì các bác muốn thổi lá cây, hút bụi ngoài sân, ngoài sướng các thứ thì dùng cái con chạy bằng điện này cho em cho nó khỏe. Đấy. Con này lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng điện nhá, chạy bằng điện này. Giá sẽ là 260k. Đấy. Hút thổi bụi này, vừa hút vừa thổi luôn. Hút thổi này, hút thổi bằng điện 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa này. Đấy. Bộ này thì sẽ là 195.000.
Đấy, bao gồm là cả quần cả áo luôn, cả quần cả áo. Đây, hàng đúng như trên hình như này các bạn, đúng như trên hình như này luôn. Hàng của thương hiệu Tú Phong. Đấy, hai lớp nhá, hai lớp mặc và đúng như này luôn. Rất đẹp, giày dẫn chắc chắn. Giá thì cỡ là cỡ to, cỡ XL thoải mái cho bác mặc luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn. Giá thì sẽ là 195k nhá, 195k. Con này các bác ra ngoài cửa hàng mua họ sẽ bán cho bác khoảng 250 đến 300. Bên em bán 195.000 cho bác thôi. Đấy, một quần một áo vào nhá. Tiếp theo thì bên shop đề cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ rổ vuông này. Bộ rổ vuông như này, hàng nhựa của Việt Nhật, siêu bền và cực kỳ an toàn luôn. Nhựa Việt Nhật này. Đấy, hai lớp. Một rổ và một chậu như này. Ba đôi nhá. Cứ một rổ một chậu cho em. Một rổ một chậu như này, bao gồm ba đôi. Con to nhất thì vào khoảng 35 cm và con nhỏ nhất này thì nó sẽ vào khoảng là đi 23 cm. Đây. Đây, nhựa của nó này. Đấy, được rồi. Thôi. Đấy, nhựa của nó này. Rất tuyệt vời luôn. Bao nhiêu? Chất nhựa của nó này. Bỏ cho anh cái chai xịt chống thấm. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này, bao gồm là ba đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái nắp cống nhựa ngăn mùi này, nắp cống nhựa ngăn mùi. Giá thì chỉ có 15k thôi. Con này thì tiện lắm, các bác mua về để mình để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là ok. Ngăn mùi rất là tốt, 15k cho cái bộ nắp cống nhựa ngăn mùi như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Với hệ thống thoát nước nhà vệ sinh của mình, với những mùi hôi khó chịu và những con côn trùng không biết từ đâu trở lên, thoát nước kém và bị tràn ngập đã có cách giải quyết với chiếc giường thoát nước thế hệ mới. Với những ưu điểm vượt trội, cơ chế khóa một chiều thông minh cùng với lớp cao su liền CPR tạo thành lớp bảo vệ vững chắc ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn xâm nhập dưới đường ống. Thoát nước dễ dàng gồm 4 cửa xoáy 360 độ giúp thoát nước nhanh và ổn định nhiều lớp lưới ngăn chặn rất bậc hiệu quả. Bạn không phải lo đường ống bị tắc nghẽn hay tràn nước. An toàn tiện lợi dễ dàng bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, tiết kiệm chi phí thay thế các loại inox đất đỏ, kém hiệu quả kích thước phù hợp với mọi lỗ thoát nước sàn hiện nay. Thay thế nắp van cống nhà mình. Bạn đang gặp vấn đề với hệ thống thoát nước nhà vệ sinh của mình. Với những mùi hôi khó chịu và những con côn trùng không biết từ đâu trở lên, thoát nước kém và bị tràn ngập đã có cách giải quyết với chiếc giường thoát nước thế hệ mới. Với những ưu điểm vượt trội, cơ chế khóa một chiều thông minh cùng với lớp cao su liền CPR tạo thành lớp. Giá chỉ có 15k này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bình xịt chống thấm này. Đấy, con này thì công nghệ nano. Đấy, công nghệ nano Nhật Bản. Thì khi mà các bác xịt vào thì nó sẽ phủ lấp các cái bề mặt cho các bác rất là tốt luôn. Đấy, khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em. Đó, sau đó thì mình bắt đầu xịt này. Đây, em sẽ xịt cho các bác xem nhé. Lắc đều lên cho em nhé. Đấy, đây các bác này. Đấy. Thì nó sẽ là cái dạng mà nano như này. Đấy, nano như này và nó là dòng cao su non. Thì khi xịt thì nó sẽ phủ lên các cái bề mặt rất là tốt này. Đây, nó đang phủ lên các bề mặt này. Đấy, thì khi mà các bác xịt vào thì nó sẽ giúp cho các bác là lấp kín các cái lỗ hở rất là tốt luôn. Các cái vết nứt rất là tốt nhá. Máy trần nhà rồi là tường rồi là các vết nứt rất là ok. Giá sẽ là 50k nhá. Lên thì em là xịt chống thấm 50.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bạn này. Hiệu quả trên mọi bề mặt chất liệu, chỉ với vài thao tác xịt đơn giản, tạo lớp phủ nano trên bề mặt, siêu cách dính, giúp hàn vá mọi vết nứt và chống thấm. Rất là tiện luôn các bạn này. Bề mặt vật liệu như nhựa, bê tông, sắt, thép, gạch men, thậm chí là bề mặt gỗ, cao su. Hiệu quả lên đến 10 năm, không lo bong chóc. Đặc biệt, khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm sột cho bà con. Rất tiện luôn các bạn nhé. Nhận ngay siêu ưu đãi. 50k cho một bình các bác nhá. Đấy, xịt chống thấm mái tôn này, mái ngói này, rồi nói chung là các cái bề mặt thấm rột nứt các bác xịt vào cho em rất ok luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là các cái khe nứt như này, 50.000 một lọ nhá. Đấy, rất ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em cập nhật rất nhiều mã hàng mới luôn, thì em lên video trân trọng gửi tới các bác nhá. Đầu tiên thì bên shop về cho các bác một cái mẫu đồng hồ Nhật này. Đấy, đồng hồ Nhật thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, hai màu, màu vàng và màu trắng như này. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đồng hồ con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP nhá, đồng hồ VIP này. Đấy, đây lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP nhá, thì nó sẽ có là VIP vàng và VIP bạc. Đấy, thì các bác muốn lấy màu nào, mẫu nào thì lấy, hai màu như này, giá thì đều bằng nhau, chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này thôi. Hàng này thì sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Hàng của Nhật đây các bác. Đấy, tem mác chữ Nhật hết các bác này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và đây thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Mặt sapphire cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, mặt sapphire cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhá, VIP vàng và VIP bạc. Đấy, thì có hai màu như vậy, rất đẹp cho các bác luôn. Đồng hồ chạy bằng pin nhá, VIP vàng và VIP bạc. Giá sẽ là 150.000 một chiếc. Đấy, 150.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP này. Đấy. Đồng hồ VIP nhá. Thì nó sẽ có hai mẫu, đó là VIP vàng và VIP bạc. Giá sẽ là 150k nhá, 150.000 một chiếc. Đấy. Giá chỉ có 150.000 thôi.
giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn, 150k cho một con đồng hồ như này các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đồng hồ điện tử này. Đây, con này thì đấy, nó sẽ là một cái dòng đồng hồ điện tử nhỏ gọn như này đấy, và con này thì nó sẽ có sẵn pin cho các bác rồi, có sẵn pin bên trong rồi, về nhà hết pin thì các bác lại thay pin cho em thôi, nó rất là đơn giản thôi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử nhá. Con này thì giá của nó sẽ là đây, đấy, giá của nó sẽ là 50k cho một con đồng hồ điện tử như này, 50.000 cho một con đồng hồ điện tử như này, hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đây, đấy, rất đẹp các bác nhá, đó, rất đẹp luôn. Đó, con này thì giá chỉ có 50k thôi, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử, giá sẽ là 50.000 các bác nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm khác, đó là một con đồng hồ T8 nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo nhịp tim, đo huyết áp, các thứ đều ok hết này. Bỏ anh con ra này. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo nhịp tim, đo huyết áp, các thứ đều ok hết. Con này thì giá nó sẽ là 170.000, 170.000 trong con đồng hồ như này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đấy, còn con này thì con này của nó thì nó bằng nhựa thôi. Con này thì bằng nhựa thôi nhá. Giá chỉ có 50k thôi. Đó, 50.000. Còn con này thì nó sẽ là khung xương của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Quai của nó đây, quai đeo đây và có đốc sạc nhá. Con này thì nó sẽ là dòng sạc pin. Đấy, có đốc sạc như này. Và con này thì giá sẽ là 170.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8. Giá sẽ là 170k cho em đồng hồ T8 như này. Rất ngon luôn các bác này. Đấy. Dòng này thì về nhà các bác sạc pin nhá. Đấy, ví dụ như là nó hết pin thì về nhà các bác nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, hết pin về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8. Giá của nó sẽ là 170.000 trong con đồng hồ T8 như này. Đấy. Thì bên shop tiếp tục về cập nhật một số các cái mẫu đồng hồ mới để gửi tới các bác nhá. Con này thì đồng hồ T8 này. Đấy. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170k. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về một cái lô kính mắt của Nhật này. Đấy. Các bác lên cho em là kính mắt của Nhật nhá. Đấy, bao gồm là một kính này, một khăn lau và một hộp đựng như này. Đấy. Giá thì sẽ là 100k nhá. 100k một chiếc thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, hàng của hãng cực kỳ là ngon cho các bác luôn này. Đấy, lên cho em là kính mắt nhá. Đấy. Con này thì có cả chức năng đổi màu luôn các bác nhá. Đổi màu luôn các bác thấy không? Đó. Kính mắt khung gọng cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Khung thép rất chắc chắn nhá. Có chức năng đổi màu cho các bác này. Đeo vào thì cực kỳ chất và xịn sò luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem nhá. Cực kỳ là chất luôn. Đây các bác này. Đó. Đây. Rất chất lượng các bác nhá. Đấy, đeo vào có chức năng đổi màu luôn các bác nhá. Đấy, đổi màu luôn. Phù hợp với ví dụ như các bác đi trời nắng thì nó sẽ phủ màu cho các bác, còn là trời bình thường thì nó sẽ lại về màu bình thường. Cho nên là các bác nhìn không bao giờ lo sợ bị tối nhá. Đấy, có chức năng đổi màu luôn, rất tiện ích. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100. Lên mã giúp cho em đó là kính mắt nhá. Kính mắt giá sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Đấy, 100.000 cho một chiếc như này. Có hộp hiếc đàng hoàng, có chức năng đổi màu cho các bác luôn, hàng xịn sò nhá. Bao chất lượng cho các bác luôn. Hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Giá chỉ có 100k thôi. Đấy, đây, có hộp bao đựng như này, rất xịn sò cho các bác luôn. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy. Lên cho em là kính mắt nhá. Đấy, kính mắt giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô thì lâu lắm rồi bên shop mới lại có hàng về. Giá thì sẽ là 40k cho một hộp như này. 40.000 cho một hộp như này, về nhà các bác xoáy ra cho em này. Đấy, xoáy cái nắp này ra này. Xoáy cái nắp này ra sau đó thì đây. Các bác xoáy cho em cái nắp này ra sau đó thì bóc cái niêm phong này ra cho em là xong. Đây, cái nắp này nó sẽ hơi khó xoáy một chút đây. Các bác giật cái nắp này ra cho em. Đấy, đây nó sẽ có cái nắp, các bác giật ra xong bóc cái niêm phong này ra. Sau đó thì mình để trên ô tô, rất là thơm luôn. Ngoài để ô tô thì các bác có để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, cái thứ đều rất là thơm. Đấy, sáp ô tô của Nhật hương hoa tự nhiên rất là thơm nhá. Lên cho em là sáp ô tô. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ sáp ô tô như này nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái móc khóa các bác nhá. Đây. Đây nó sẽ là một cái móc khóa như này con này. Đấy. Lên mã giúp cho em là móc khóa này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình đeo chìa khóa này. Đấy, dây của nó thì bằng da như này nhá. Dây bằng da này. Móc rất là ngon luôn. Giá sẽ là 20k nhá. 20k. Đấy, lên cho em là móc khóa nhá. Giá sẽ là 20.000 một chiếc. Đó. Lên cho em là móc khóa này. Đó. Móc khóa, giá của nó sẽ là 20k cho một chiếc móc khóa như này nhá. 20.000 cho một chiếc móc khóa như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. 20.000. Lên cho em là móc khóa. Giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. 20k cho một em móc khóa như này. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn nhá. Lên cho em là móc khóa, giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mẫu đèn vàng nhá. Các bác lên cho em là đèn vàng.
giá sẽ là 175.000 cho một con đèn vàng như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn siêu sáng luôn này các bác này. Đấy, công tắc của nó đây. Đèn siêu sáng luôn. Phương ơi. Tắt điện cho anh tí. Đây, em test trực tiếp cho bác xem luôn. Dập cầu dao đi. Đấy, dập cầu dao. Đấy, đây các bác này. Đấy, đây em test cho bác xem. Đấy, các bác thấy không? Chế độ sáng mạnh sáng vừa này, đèn vàng nhấp nháy này, đây. Đấy, đây. Cả một không gian như này các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, đây nhá. Đây em bỏ ra rất tối luôn nhá. Đây. Đấy các bác thấy chưa? Cả không gian như này đi đâu sáng ở đấy nhá. Đấy, thấy chưa? Rất ok luôn. Rồi. Đấy thì bật đi. Con này sẽ là 175.000 nhá, 175.000. Lên mã giúp cho em là đèn vàng này, có nam châm hít này, cái này hình như nam châm hít thì phải này. Đấy. Có cổng sạc ra cho điện thoại này, có cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy, nút nguồn này, có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, và có hệ thống 4 đèn LED như này, tiêu chuẩn kháng nước IP66 luôn. Đấy, IP66 nhá. Con này thì giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, rất sáng quá. Sáng chói chang luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ vào khoảng là đi 300W nhá, 300W. Đấy, có kèm cho các bác một cái chân cáp sạc như này thì các bác có thể dùng để sạc trực tiếp này hoặc dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời cũng đều ok. Và có cả quai đeo như này, các bác có thể dùng mình đeo lên nhá, rất là tiện luôn. Đó. Con này thì mình đề phòng mất điện này hoặc là ăn cơm ăn nước này hoặc các bác dùng các công việc đều rất là tiện luôn. Có báo pin này và có cả tấm pin năng lượng mặt trời này, rất là tiện. Đề phòng mưa gió bão bùng mất điện rất là tiện luôn. Đó. Có cả cái quai đeo rất là tiện này để cho các bác sử dụng này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, 175.000 nhá. 175k. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá, đèn vàng. Giá sẽ là 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ba lô da này là bao nhiêu đấy? 130.000 cho một em ba lô da như này nhá. Lên cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000 cho một chiếc ba lô da như này. Con này rất đẹp luôn, qua thấy không? Đây, rất đẹp luôn này. Đó, rất đẹp luôn, một con ba lô da cực kỳ xịn sò luôn. Có một ngăn để các bác bỏ giày đây. Giày dép thì các bác bỏ vào đây cho em. Đấy, một ngăn này các bác bỏ giày dép vào đây cho em này, rất tiện luôn nhá. Đấy, ngăn này là chuyên để giày dép các bác thục vào cho em. Đấy. Bỏ vào túi bóng cho đó, mình bỏ vào cho nó sạch này. Và một ngăn to này. Một ngăn to như này các bác này. Đấy, một ngăn to như này. Đây, ngăn to. Đấy, bên trong thì có một cái ngăn nhỏ nhá và một ngăn khóa ở bên hông này. Đó, rất tiện ích nhá. Quai đeo quai yếc đàng hoàng, quai đeo cực kỳ xịn sò luôn. Quai đeo đây. Đấy, quai sách này, rất xịn sò luôn nhá. Lên thì em là bao lô da nhá, bao lô da. Kích thước của nó là một chiều là khoảng là 50 và một chiều 20 nhá, 50 20, rất là to luôn. Đấy, lên thì em là bao lô da. Giá sẽ là bao lô da, giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho một con bao lô da này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái chuông cửa nhá. Con này thì rất tiện luôn. Giá sẽ là 145.000 cho một cái bộ chuông cửa như này, có miếng dán cho bác để các bác dán vào tường này. Con này thì các bác cắm vào điện nhá, cắm vào điện để trong nhà này. Đấy, cắm điện để trong nhà. Đấy, lên cho em là chuông cổng nhá, chuông cổng. Đấy, chuông cổng. Và đây là cái công tắc điều khiển này. Đấy, các bác chỉ cần bấm này là nó kêu này. Rất tiện các bác nhá. Cái cục này thì các bác cắm vào điện trong nhà cho em để có khách họ đến thì còn cái này các bác dán vào ngoài cửa nhá. Đấy, có khách đến là họ bấm cái chuông này là mình trong nhà mình biết này. Đấy. Rất tiện luôn nhá. Tầm xa của nó thì được vào khoảng là từ 3 đến 40 mét. Đấy, thì nói chung là thoải mái luôn. Nhà các bác là cũng cùng lắm là đến 3 40 mét là cùng nhá. Đó, 3 4 50 mét là cùng, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145.000 cho cái bộ chuông cửa như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông cửa, giá sẽ là 145.000. 145k. 145k cho cái bộ chuông cửa như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khóa rất tiện ích luôn, bao gồm cho các bác là một khóa này, một khóa và một cái bộ chìa rãnh như này. Đấy, một khóa một bộ chìa rãnh như này, giá sẽ là 100k các bác này. Đấy, đây. Đấy. Đấy, có người động vào là nó sẽ hú lên nhá, còn bình thường các bác đảo chiều đi là xong. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nhá. Con này chứ em đang bán 100, đợt này về cho bác giá chỉ còn 80k thôi. Có người chạm vào nó sẽ kêu này. Đấy, tiện chưa, có thấy không? Rất tiện nhá. Đấy. Giá sẽ là 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Con này thì con này rất là tiện ích luôn để các bác sử dụng khi mà mình đi ra ngoài này. Đấy, hoặc là mình không có ở nhà này. Đấy, cảnh báo chống trộm, có trộm vào cái là còi nó sẽ hú lên thì rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm, giá sẽ là 80.000 cho một con khóa chống trộm này thôi. 80k, giá rất hợp lý cho bác luôn nhá. Đó, 80.000 cho một khóa chống trộm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là thước
thước móc khóa nhá. Cái thước móc khóa con này thì các bác dùng để mình treo vào cái móc khóa của mình thôi, rất là tiện luôn. Đó, để treo vào móc khóa cho em rất là tiện. Giá thì sẽ là 50k cho một con thước móc khóa như này. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 2m, chiều rộng của bản là 6mm nhá. Đây. Đấy, các bác có thể xoắn vào này, rất là tiện luôn nhá. Đó, thấy chưa? Đấy, chiều dài tổng là 2m, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn này. Đây. Một con kéo cắt tôn như này cũng rất là tiện các bác này. Đấy, để mình sử dụng này. Đây. Đấy thì khi các bác cắt tôn thì mình cứ đưa vào đây cho em. Đó, nó nghiêng 45 độ như này thì khi các bác cắt thì không sợ cái tôn nó đâm vào tay. Tại vì tôn nó sẽ nằm ở dưới như này, là các bác cứ đẩy đi cho em xong. Đó. Giá sẽ là 130.000 cho một con kéo cắt tôn như này nhá. Đấy. Lên cho em là kéo tôn trợ lực, giá sẽ là 130.000. Đó. Kéo tôn trợ lực 130k. Kéo tôn này. Kéo tôn trợ lực 130k nhá. 130k cho em kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm bạc FO đây. Kìm bạc FO giá sẽ là 100 cái kìm bạc FO này bao nhiêu đây? Đây. Con này thì 180.000 nhá, hàng nội địa của Nhật đây, Japan các bác này. Đó. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt, cắt dây, xoắn dây đều ok hết, hàng đa chức năng 5 trong 1 luôn. 180.000 cho một con kìm, một con kìm bạc FO như này nhá. Đấy, 180.000, chiều dài 22 cm. Lên cho em là kìm bạc FO, kìm bạc này. Kìm bạc FO 180k. Đó, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây sạc béo này. Đây. Đấy, dây sạc béo như này. Rất là to, dày dẫn chắc chắn và có đèn báo cho các bác luôn. Đây, có đèn báo nhá, ở đầu này nó sẽ có đèn báo này. Đấy, cắm vào đèn báo sáng như này rất là tiện này. Đây các bác thấy không? Đây, đấy, đèn báo rất là sáng luôn. Thì khi các bác dùng mà mình muốn xem là đầu dây có điện hay chưa thì chỉ cần cắm vào cho em là xong, rất tiện nhá, sáng lắm. Đây các bác này, đó, có đèn báo. Dây dày dẫn chắc chắn, lõi to. Đấy, lõi to rất chắc chắn nhá, chống đứt chống rối nhá. Giá sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em đó là sạc béo nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là sạc béo này. Sạc béo, giá sẽ là 50k. Rồi ok các bác nhá, 50.000. Vâng, chào các bác quay trở lại với số phạm huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc cái thêm hàng. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chổi lông quất trần nhá. Giá của nó sẽ là 55.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần chổi lông và một cái phần cán. Cái cán này thì các bác có thể kéo dài ra được, nó khoảng từ 2m4 đến 2m, khoảng trên 2m4 một chút các bác. Đây. Về nhà thì các bác xoáy cái này vào cho em này. Đấy, đây là cái phần lông như này. Phần lông này thì nó là thuộc dạng lông tĩnh điện, cho nên là khi mà mình lau bụi thì nó sẽ quấn vào đây. Cái này có thể ngoắt nghéo này để các bác đưa vào các cái vị trí ngóc ngách này, và các bác kết nối cái này vào cho em này. Đấy, kết nối cái này vào, sau đó thì mình rút ra này. Đấy, rút ra cho em đây. Đấy, nó khá là dài luôn các bác này, khá là dài luôn các bác thấy không? Đó, ưu điểm của con này thì nó có thể cho gọn và cho dài ra được, cũng rất là chắc chắn nhá. Thì các bác có thể dùng để mình khua bằng nhện bằng nhíp rất là ok này. Đấy, không dùng nữa thì mình hãy thu vào như này. Thu vào như này thì nó sẽ ngắn hẳn vào như này, ngắn vào khoảng là 80 phân. Còn nếu các bác muốn ngắn hơn nữa thì các bác có thể là tháo ra. Đấy, thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần nhé. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, 55.000 cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Các bác lên cho em là chổi lông phớt trần, giá của nó sẽ là 55k nhé. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy, lên cho em là chổi lông phớt trần, giá sẽ là 55k. Đó, 55k nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia củ sạc đa năng, hàng của thương hiệu iPhone này, iPhone 13 Pro Max nhé, hàng của iPhone. Thì dòng này của nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái củ như này. Một củ như này bao gồm là hai chân Type-C và hai chân Oppo như này nhá. Đó, hàng của iPhone. Con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80.000 cho một con củ sạc đa năng nha. Củ sạc đa năng 80.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên em có cái sạc nhanh iPhone nhá. Sạc nhanh iPhone thì nó sẽ bao gồm cho các bác là cũng của thương hiệu iPhone luôn các bác này. Đấy, của thương hiệu iPhone luôn. Thì bao gồm các bác là một cáp dây như này và một cái củ như này, một cáp dây một củ như này. Chuyên dùng cho bật anh cái quạt đi. Chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone nhá. Đấy. Con này thì một củ và một dây như này cũng chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Giá thì sẽ là 60.000 nhá. Đấy, 60.000. Bật anh cái quạt đi. 60.000. Lên mã giúp cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Sạc nhanh iPhone này. Sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Còn con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng.
củ sạc đa năng, giá sẽ là, bỏ cái máy này cho anh luôn, sẽ là 80k nha, 80k cho cái củ sạc đa năng như này, 80.000 cho cái củ sạc đa năng như này, lấy cái thấy luôn, cái Hàn Quốc luôn. Bên shop về cho bác mã sản phẩm tiếp theo đó là cái kem đánh răng của Nhật nhá. Con này thì hàng nội địa của Nhật Bản, 170g, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá. Hàng này của nó thì nó sẽ không phải là hàng có niêm phong đâu nhá, nó chỉ nguyên như này thôi. Đấy, về nhà các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, tinh chất gạo của Nhật nhá. Đây, cái màu đỏ này, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là, con này thì giá của nó sẽ là 70.000. Bao nhiêu? Cái này lên mã giúp cho em là kem đánh răng Nhật nhá, giá sẽ là 60k, 170g nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 120g. Con này thì tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, hàng nội địa của Hàn Quốc đây. Made in Korea các bác này. Đấy, mã tem mã vạch đàng hoàng 120g đây. Đấy, giá thì sẽ là 40k nhá, 40.000 cho lọ kem đánh răng của Hàn Quốc này. Lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k trên một típ nhá, 40.000 trên một típ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy thái rau các bác này. Đây, một con máy thái rau như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi tròn này, một cái bộ lưỡi tròn như này và các cái bộ lưỡi như này. Đấy đây. Thì về nhà các bác cứ lắp cái lưỡi này vào cái lu tròn này là mình lắp tay quay vào đây là mình xoay này. Lắp tay quay vào đây mình xoay. Đó. Xoay thì là nó sẽ thái rau cho các bác rất là tiện. Giá sẽ là 100.000 cho một con máy thái rau như này. Đấy, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Lên cho em là máy thái rau giá sẽ là 100k nhá. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Các bác này, nó giúp em tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện luôn nhá. Giờ có cái máy đấy. Này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Dao của máy làm bằng inox nên bén lắm. Thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được, thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác, lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa. Vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Đấy, rất tiện các bác nhá, giá chỉ có 100 cành thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bếp ga mini này. À đây nó sẽ là một con bếp ga mini như này. Con này thì các bác dùng để mang đi du lịch, đi phượt, đi công tác đều được hết nhá. Đấy, lắp bình ga vào đây cho em. Có dòng đánh lửa tự động này. Và nó sẽ có cho các bác là cái chân đế rất là chắc luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác này. Đấy, các bác đặt xong đặt nồi thoải mái nhá. Rất rộng luôn như một cái bếp ga bình thường. Đấy, xoáy bình ga mini vào đây cho em là xong. Đây chờ em tí. Nhanh. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá, bếp ga mini. Đấy, bếp ga mini giá sẽ là 100k. Đó thì con này rất là tiện để các bác có thể đun nấu các thứ cũng rất là tiện luôn. Đó, rất tiện cho các bác nhá. Lên mã cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100k. Đó, 100.000 con bếp ga mini như này. Thì rất là tiện luôn. Đó, bếp ga mini 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này của nó thì bao gồm cho các bác là 50 miếng. Đấy thì về nhà các bác dán vào cái gan bàn chân thì nó giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt luôn. Đây là cái miếng dán và đây là gói thuốc này. Đấy, các bác bóc cái miếng dán này ra sau đó dán gói thuốc này vào là xong. Giá thì sẽ là 40.000 chỉ bằng một bát thỏa thôi nhưng mà nó giúp cho các bác thải độc gan bàn chân rất là tốt. Đấy, thải độc gan bàn chân rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhá, thải độc chân này. Thải độc chân giá của nó sẽ là, cầm điện thoại đây cho anh, miếng dán thải độc chân giá của nó sẽ là 40k cho một 40k cho một bịch như này nhá. Đấy, 40k cho một bịch như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọc rác này. Đấy, cái này thì về nhà các bác để vào chậu rửa bát này hoặc là các cái chậu mà nó có cái phần lọc như này, các bác đặt vào cho em. Đấy, khi đổ thì các bác cầm lên ra là đổ này. Cái lọc rác bình thường thì nó hay bị tắc nghẽn nhưng mà cái lọc rác inox này thì rất là tiện và sạch sẽ. Đấy, nó cái phần lỗ nó rất là nhiều và nó lưới nó dày cho nên là rác nó không chảy xuống được. Lọc rác inox giá sẽ là 15k nhá, 15k cho cái lọc rác inox như này. Lên cho em là lọc rác inox giá sẽ là 15.000, các bác chỉ cần đặt vào cái chậu rửa mặt à chậu rửa bát này mình là ok. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một cái mẫu bình đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình 20 nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một con bình như này. Giá của nó sẽ là này, đấy, một con bình rất là ngon lành như này, bằng inox nhá, inox 304, rất tiện và sạch sẽ nhá. Đấy, rất tiện sạch sẽ luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 này, đấy, bình 20. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k. Đấy, 80.000 cho một con bình 20 như này. Đây các bác này. Đấy.
rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhé. Đấy, các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc, nước uống này, đấy, rồi đa di năng luôn, rất tiện nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác rằng sản phẩm đó là cái bàn chải vỉ nhá, bàn chải vỉ. Con này thì cái cơ chế hoạt động của bàn chải này là giúp cho các bác là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng này. Đấy, khi nhà sản xuất người ta đã tính toán rồi. Đó. Và giá thì rất hợp lý cho bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải vỉ nhá. Bàn chải vỉ này. Bàn chải vỉ giá chỉ có 25k thôi. 25k cho một vỉ này bao gồm 1 2 3 4 5 6 cái. 25.000 cho 6 cái bàn chải của Nhật như này. Và dòng này của nó thì là chuyên chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng đây. Rất là tốt luôn. Giá rất hợp lý các bác nhá. Lên trên là bàn chải vỉ giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, vừa làm đèn ngủ vừa là chức năng đuổi muỗi luôn. Lên mã cho em là đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45.000. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Có chức năng đuổi muỗi cho các bác luôn. Vừa làm đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Giá sẽ là 45k. Đèn ngủ đuổi muỗi. Đèn ngủ này. Đuổi muỗi giá sẽ là 45k một cái nhá. 45.000 cái đèn ngủ đuổi muỗi này. Đây các bạn này, đấy thì đây nó sẽ là một cái đèn ngủ đuổi muỗi này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, thấy chưa? Rất tiện luôn nha. Các bác chỉ cần kết nối nhấn nút thôi. Đó. Có chức năng đuổi muỗi và chức năng làm đèn ngủ luôn, rất là tiện các bạn này. Đấy. Rất tiện luôn. Đó. Rồi ok, 45.000 các bác nhá. Hello các bác nhá. Đây thì con dao chặt 1 cân này em sẽ test thử cho bác xem luôn này. Đấy, đây là cái ống thép này nhá. Ống thép thì em chặt cho bác xem. Đây các bác này. Đây các bác thấy không? Đây. Chặt sát không hề hấn gì luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Chặt sát này. Đó, các bạn thấy chưa? Đây nhá. Chặt sát 100% luôn nhá, thực tế luôn nhá. Đây. Lưỡi dao không hề hấn gì luôn các bác này. Đó. Đây. Đây các bác thấy chưa? Đây nhá. Chặt sát đây nhá. Đó, đây. Bác chặt xương trâu xương bò cực kỳ ok luôn. Giá sẽ là 230.000 nặng 1 cân. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu Murato. Chiều dài của dao thì nguyên phần lưỡi này khoảng là trên 20 cm. Đấy, khoảng 23-25 cm. Và tổng thể của dao thì khoảng trên 30 cm. Rất dài, rất dày và rất to luôn. Bản này khoảng 12 cm. Và phần dày này của nó thì vào khoảng là 5 ly nhá. Dày 5 ly, nặng 1 cân. Lên thêm là dao 1 cân nhá. Dao 1 cân, giá sẽ là 230k và bao ship cho bác luôn. Đó. Lên cho em dao 1kg nhá, dao 1kg. Giá sẽ là 230.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bọc cỗ nhá. Đấy, bọc cỗ. Giá thì cái này thì giá đang thanh lý cho các bác, giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá cực kỳ là tốt cho cái một cái bịch bọc cỗ như này. Một bịch này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, 80 100 chiếc. Các bác dùng để bọc cỗ, bọc thực phẩm, bọc thức ăn rất là ok luôn. Từ 80 đến 100 chiếc nhá. Đấy, đây các bác này. Đó. Thì rất là đơn giản thôi, các bác dùng để mình bọc thực phẩm, bọc thức ăn rất là ok này. Đấy, bọc thực phẩm, bọc thức ăn. Đấy, nó sẽ có cái phần dây chun giãn này các bác này, dây chun giãn như này. Đấy, các bác chụp vào cái phần thức ăn cho em, nó rất là tiện ích luôn. Lên thêm là bọc cỗ nhá. Con này em đang bán là 25.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 20k cho một cái bịch bọc cỗ này thôi. Lên mã giúp cho em đó là bọc cỗ nhá. Bọc cỗ. Bọc cỗ giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho một bịch bọc cỗ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là Phương ơi. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái mã đai siết nhá. Một hộp này của nó là 26 chiếc và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp đai siết như này. Hàng này thì nó sẽ là đây, các cái thông số của nó đây các bác này. Đấy, tổng của nó sẽ là đi 26 chiếc này, 26 chiếc đây. Các thông số kích thước của nó đây. Đấy. Thì có to, có nhỏ, có lớn, có bé, có những cái dòng phổ thông như này để cho các bác sử dụng này. Đấy, có hẳn dòng to, hẳn dòng nhỏ hẳn nhá. Đấy. Một hộp này của nó là 26 chiếc đai siết như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá, 50k. Giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Để xem cái hàng này là của nó là nguồn gốc là đâu các bác nhá. Đó. Đây các bác. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Con này thì nguồn gốc của nó là hàng của Đức nhá, hàng của Đức đây. Đấy, Germany các bác này. Đấy, Germany đây. Hàng của Đức rất chất lượng cho các bác luôn. Nó có địa chỉ, có thông tin nhà sản xuất rõ ràng. Mã tem, mã vạch đồng hàng Germany nhá. Hàng của Đức. Giá thì sẽ là 50k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đai siết nhá. Đai siết. Một hộp này là 26 chiếc và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 50.000. Một hộp đai siết như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đai siết này. Đó. Đai. Đai siết nhá.
đai siết giá của nó sẽ là 50k, 50k trên hộp 26 chiếc, rất rẻ luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái khăn rửa mặt nhé, khăn rửa mặt. Đợt này thì về cho các bác giá sẽ tốt hơn một chút nữa nhá. Đó. Thì bên em bán lẻ sẽ là 20.000 cho 3 chiếc nhá, 20.000 cho 3 chiếc như này. Còn ưu tiên bác nào lấy cả bịch nhá, cả bịch là 10 chiếc, giá thanh lý cho các bác chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho 10 chiếc luôn, khăn tắm của Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc. Đấy. Giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn này. Đấy, một bịch này của nó là 10 chiếc thì bên shop bán lẻ sẽ là 20.000 ba cái. Kích thước của nó một chiều là 30 và một chiều là 50 nhá, một chiều 30, một chiều 50. Đấy, khăn này thì các bác dùng để rửa mặt này, thấm hút mồ hôi tốt này, thấm hút nước tốt này, cực kỳ là sạch này. Đấy, và giặt phơi lên thì nó rất là nhanh khô. Đó. Giá thì sẽ là 20.000 trên ba cái nhá. Đấy. Khi các bác mua lẻ thì nó khá là đắt, 20.000 trên ba cái. Còn nếu bác nào ưu tiên mua cả bịch, em sẽ bán cho các bác cái giá đó là 50.000. 50.000 một bịch này 10 chiếc. Đấy, 50.000 một bịch này 10 chiếc. Thì tính ra các bác mua vào chỉ có 5k một chiếc này thôi. Đấy. Thì các bác mua đây, các bác mua lẻ thì nó sẽ là 20k này, là bằng 3 cái nhá, 20.000 bằng 3 cái. Còn mua cả bịch thì sẽ là 50k nhá, 50k là bằng 10 cái luôn. 50.000 bằng 10 cái, giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thuốc kiến dán nhá. Đấy, đây. Thuốc này là thuốc dán nhá. Đấy. Qua lên cho em là hộp thuốc dán. Cái dòng này nó sẽ là dòng viên. Đấy, dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này thì rất là tiện này. Đấy. Thì ở đây nó thuốc là dòng thuốc sinh học rất là an toàn luôn, thuốc sinh học như này. Các bác cứ cho vào trong tủ quần áo này hoặc là các cái vị trí nào ví dụ như là gầm bàn, gầm ghế, rồi tủ quần áo, tủ bếp các thứ đây. Nó là dạng thuốc sinh học như này. Đó, thì khi mà con dán nó sẽ ngửi thấy cái hơi thuốc này là nó sẽ chết thôi nhá. Thì nó rất là tiện luôn, hàng sinh học cực kỳ an toàn. Đây các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ an toàn với sức khỏe của con người. Đấy. Thì ở đây nó sẽ trị cho bác là kiến dán con này, dán tổ này, đấy, và tất cả các loại dán luôn, 1 2 3 4 này. Thì phần bán của nó là số 1 trên toàn thế giới luôn nhá, số 1 trên toàn thế giới luôn. Đó, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan qua này, đó. Lên cho em hộp thuốc dán, giá sẽ là 50k nhá, hộp thuốc dán này. Hộp thuốc dán. Hộp thuốc dán nhá, giá của nó sẽ là 50k trên một hộp như này. Rất nhạy các bạn, nhạy lắm, dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy xay khô nhá. Con này công suất của nó sẽ là đây, công suất của nó sẽ là 250W điện 220V. Đấy, 250W điện 220V. Và dung tích của con này thì nó vào khoảng là đi nửa lít nhá, nửa lít. Đấy, khoảng 250 thôi. Đấy, chắc là khoảng 300-400 thì đây đây các bác này. Đấy. Và các bác có thể dùng để xay tiêu, xay điều này, xay cà phê, xay các loại hạt thì ok. Các bác chỉ cần đậy nắp vào này cho em này. Đấy, nhấp như này là máy nó sẽ chạy này. Máy chạy tít lắm các bạn. Máy chạy tít dùng rất là ngon luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn nhá. Xay các loại hạt này, ngũ cốc, tiêu, điều đều được hết nhá. Lên cho em là máy xay khô nhá. Máy xay khô giá chỉ có 120.000 thôi. Máy xay khô này. Máy xay khô giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp. Con này thì bên shop đang bán cho các bác với giá là 40.000. Đợt này về cho bác cái giá chỉ còn là 30k cho một hộp xương khớp bọ cạp này thôi. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một hộp xương khớp bọ cạp như này. Thì con này dùng rất là tiện ích luôn. Được chiết xuất từ các cái dòng như là bọ cạp này, rắn này, thạch trùng này, rồi rết này, rồi cóc này. Đấy, là cái dòng thuốc nam của Nhật rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình bôi. Cái dòng này thì chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau xương, đau xa, đau thắt lưng các thứ, bôi đều khỏi hết nhá. Dung tích của nó là 20g cho một lọ thuốc trị xương khớp bọ cạp của Nhật như này. Em bán có khách lấy cả 10 lọ luôn. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 30k. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho bác luôn, 30.000 cho một lọ xương khớp bọ cạp như này thôi. Giá thanh lý cực kỳ là ưu đãi cho bác luôn. Xương khớp bọ cạp đây, nó có hình con bọ cạp như này nhá. Đó, giá sẽ là 30k trên một típ, em đang bán 40.000, thanh lý cho bác giá 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái súng như này, một cái súng như này, và bao gồm cho các bác là 4 đầu massage. Thì các bác cứ lắp vào là mình massage cổ, vai, gáy, rồi nói chung là bắp tay, bắp chân. Đấy, giữ lì cho em là máy lên này, có 5-6 cấp độ dung này, các bác nhấn này cho em. Đó. Đây, các bác xem nó massage cái bắp tay. Đó, rất tốt luôn các bác.
cho bắp đùi này các bạn này. Đấy, dùng rất là mạnh luôn các bạn này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, cái bắp đùi em nó nháy lên này, các bạn thấy chưa? Đó, dùng bắp đùi được cổ vai gáy rồi đốt sống lưng, đốt sống cổ linh tinh và linh tinh. Đấy các bác, dùng chỗ nào cũng được. Đấy, hai vợ chồng mua về mình dùng cho nhau hoặc là các bác có thể tự dùng cũng ok thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 4 đầu dùng này, 1 đầu này, 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu dùng này kèm một cái cáp sạc nhá. Đấy, nó hình khẩu súng như này. Cho nên bên em gọi luôn nó là sẽ là súng thư giãn nhá. Đấy. Nó sẽ là hình khẩu súng như này. Cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn này. Đấy, gọi nó là súng thư giãn. Giá sẽ là súng thư giãn này. Súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170k nhá, 170.000 cho con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lô ô tô đồ chơi này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc nhá. Giá này chỉ có 80k thôi. Các bác mua về cho trẻ em thì mình chơi sáng tạo rất là thích luôn này. Đấy. Nó sẽ là dòng tự động chạy nhá. Đấy, các bác kéo con này nó chạy thôi. Đó, nó chạy rất là tít luôn. Đó. Kéo con này chạy rất là tít luôn các bác nhá. Thì rất là tiện này. Đây. Con nó chạy. Đấy, con chạy rất là tít luôn. Rất là tiện. Thì để cho các em nó thỏa sức chơi sáng tạo này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc nhá. 30 chiếc. 80.000 cho 30 chiếc ô tô này, mua về rắc khắp nhà luôn. Tha hồ thoải mái chơi sáng tạo, tránh xa điện thoại, máy tính bảng, rất là tuyệt vời luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ô tô đồ chơi nhá, ô tô đồ chơi. Giá sẽ là 80k. Đó. Lên cho em là hộp ô tô này. Hộp ô tô giá sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một hộp ô tô như này. Rồi ok. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mũi hộp khoan tháp đỏ nhá. Hộp khoan tháp đỏ này. Đấy. Lên cho em là mũi khoan tháp đỏ. Hộp này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một hộp khoan tháp đỏ như này. Hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Vừa mũi khoan vừa là lấy gen luôn các bác này. Đấy. Vừa khoan vừa tazogen luôn. Combo cho các bác một hộp như này bao gồm cho các bác là 6 mũi nhá. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen. Khoan tháp nhỏ nhất thì nó sẽ là 412 này. Đấy, rồi 432 và 420. Đó. Thì chất liệu của nó là thép gió phủ titan, hàng cực kỳ siêu bền sắc bén cho các bác luôn. Lên mã giúp em là khoan tháp đỏ nhá. Đấy, khoan tháp đỏ. Nó hộp nó đỏ như này lên là bên em đặt là khoan tháp đỏ nhá. Khoan tháp đỏ, giá sẽ là 110k nhá. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu đó là cũng là mũi khoan tháp, thì cái này nó là 5 mũi kèm một cây lấy dấu luôn. Đấy, thì cái này nó sẽ là nguyên khoan tháp thôi và có kèm một cái lấy dấu các bác nhá. Đấy, thì đây, nó sẽ là 5 mũi khoan. Đấy, cái này thì nó thiên về 5 mũi khoan và kèm một cây lấy dấu này. Đấy. Thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu nhá. Đấy, thì đây các bác này. Đây, cái lấy dấu này rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần là bấm vào này là có dấu này. Đấy, thì các bác làm thợ làm nghề các bác biết rồi. Đó. Dập này là có dấu luôn đây, dấu rất là to này các bác này. Đấy, em dập cho các bác xem nhá. Đấy, đây, dấu rất là rõ các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Thì cái này các bác dùng để mình lấy dấu, đánh dấu trước khi mình khoan hoặc là mình đục. Đấy, rất là ok. Thì nó cũng có cho các bác là mũi đầu tiên nó sẽ là 4 đến 12 này. Đấy, rồi to nhất sẽ là 432. Chất liệu của nó thì vẫn là thép gió phủ titan nhá. Cực kỳ sắc bén cho các bác luôn, hàng của Nhật này, Unica này. Đấy, Unica Japan nhá. Thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Hộp 5 mũi này. 5 mũi kèm lấy dấu nhá. Hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Kèm lấy dấu nhá, giá sẽ là 180k nhá, 180k cho một hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu như này các bác này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Một bịch này của nó thì nó sẽ được vào khoảng là tầm 30 chiếc các bác, 30 chiếc. Và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bằng cái giấy như này, bằng cái khăn ướt như này và có tẩm sẵn cho các bác là các cái chất tẩy rửa luôn để các bác mình vệ sinh giày dép nó rất là tiện và sạch sẽ nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch giấy lau giày như này. Lên cho em là cái giấy lau giày này bao nhiêu đấy? Giấy lau giày nhá. Lên cho em là giấy lau giày. Giấy lau giày. Giấy lau giày giá của nó sẽ là 20k trên một bịch nhá, và các bác nào mua từ 3 bịch trở lên thì sẽ là 50k. 3 bịch là bằng 50k, giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. 3 bịch 50.000. Thật ra đây là chiếc giấy ướt thần kỳ để lau giày các bạn ạ. Đối với mình thì đây là một cái phát minh cấp tiến của nhân loại dành cho những người lười. Giày bị bẩn bong chốc các bác lau sạch luôn. Nó có cái lớp bọt như này này.
là dao phế dung dịch tẩm ở trong đấy đấy. Xong rồi mình lấy một cái khăn khô mềm để mình lau lại để cho nó khô đi ấy. Kể từ khi mà mình biết được cái giấy ướt lau giấy này ấy, kiểu cuộc đời của mình bước sang một trang mới luôn các bạn. Rất là tiện các bạn nhá. Mọi người có thấy nó giống một cái gói giấy ướt bình thường không? Nhưng thật ra đây là sắp đi chơi mà đánh giày thế này đấy, bao này. Giờ xong đấy. Khăn lau giày đa năng là cứu cánh cho những lúc giày bẩn mà chúng ta muốn sử dụng luôn như đi đấy, ăn rất tiện luôn. Đi chơi vân vân. Làm sạch nhanh chóng mà không cần rửa nước hay vật dụng nào hỗ trợ. Chất liệu từ thiên nhiên an toàn cho da. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồ da nhá. Đồ da, hàng da bò của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu như này. Chất liệu của nó thì da bò tự nhiên, hàng da bò nguyên miếng cao cấp. Đây là cái mặt của nó này, mặt của nó thì rất là xịn luôn. Mặt của nó sẽ là mặt đúc liền nguyên khối này các bạn này. Mặt đúc liền nguyên khối này dùng cực kỳ là đã luôn các bạn. Dòng này thì dùng miễn chê luôn, bền vĩnh cửu luôn. Các bác chỉ cần dùng nó cũ quá thì mình vứt đi thôi chứ không bao giờ hỏng được. Mặt của nó là mặt mạ vàng này, tráng gương mạ vàng đẹp này. Tráng gương mạ vàng 18 carat cực kỳ đẹp luôn. Đúc liền như này mà dòng con lăn rất là dễ sử dụng nhá, không lo hỏng nhá. Đó, và cỡ nào cũng vừa, thích thả bao nhiêu thì thả nhá. Hàng của Mỹ này, đấy, made in USA. Đó, giá thì bên shop đang cập nhật gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá. 190.000 cho một con thắt lưng da bò Mỹ như này. Cái này 190 đúng không? 190.000 thắt lưng da bò Mỹ nhá, hàng tuyệt phẩm cho các bác luôn. Thắt lưng da bò Mỹ 190.000. Các bác muốn lấy màu đen thì lấy màu nâu thì lấy. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá, da bò nguyên miếng tự nhiên. Đây, thì để xác minh là sao là nguyên miếng tự nhiên thì đây các bác này, đấy. Hai cái nó đã không bằng nhau rồi các bác này. Đấy, hai cái không bằng nhau. Tức là khi mà người ta cắt ấy là nó theo từng thớ một, nhưng mà chiều dài của nó thì dài nhất vẫn là khoảng là ngắn nhất là khoảng 1m1 và dài nhất thì khoảng 1m2, 1m3. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò này. Đấy, đây, ví da bò cũng là hàng của Mỹ luôn, made in USA nhá, hàng nguyên miếng như này. Đấy, cũng là 100% da bò tự nhiên. Các bác có thể đốt thoải mái nhá, đốt thoải mái cho em luôn, không có hề hấn gì luôn. Đó, cứ đốt trực tiếp vào cái chỗ phần giữa, em đừng đốt vào chỉ, nó cháy chỉ các nhá. Đó, vì ví thì cực kỳ là mỏng nhẹ, thì các bác dùng nó không bị cạnh. Đây, da bò này các bác này. Đấy, da bò nguyên miếng nó phải như này, các bác thấy chưa? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. Lên mới giúp cho em là ví da bò nhá. Ví da bò này. Ví da bò 120k một cái. Đấy, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia ghế hơi các bác này, ghế hơi. Thì đây nó sẽ là một con ghế như này. Chất liệu của nó là bằng da lộn này. Các bác này. Đấy, nó sẽ là bằng nhung lộn rất là đẹp luôn. Con này dùng thì cực kỳ là thích. Đấy, và các bác bơm lên thì con to thì nó sẽ là cao 86 này. Sâu là 1m22 này và rộng là 98 cm, gần 1m. Còn con nhỏ này thì nó sẽ là 55 và 26. Đây, hai con như này luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này thôi. Cái này khi bơm lên nó sẽ to như này luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất tiện nhá. Các bác có thể dùng để mình thư giãn này, nằm nghe nhạc này, rồi có thể để mình để ngoài ban công này, nói chung là rất là tiện. Đó, dùng rất là đã nhá. Hai người ngồi lên cũng ok luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này. Cái này thì nó bồng bềnh, nhà bác nào bị đau lưng mỏi gối cái thứ là dùng rất là thích. Đó, 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Lên cho em là dây thít. Thì nó sẽ có cho các bác là dòng là 20 cm, 25 cm và 30 cm. Đấy, có 3 mẫu như vậy. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy, thì nó đều là 250g một bịch hết nhá. 250g một bịch thì cái dài thì nó sẽ ngắn ít đi. Đấy, còn là gam thì bằng nhau. Giá đều là 25.000 hết. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn. Có thể dùng để mình làm dây thít vào bao này. Hoặc là cây cảnh này, hoặc là đa di năng ở đâu cũng được, rất là tiện này. Đấy, ví dụ như mình có cái bao thóc, bao lúa, mình chỉ cần thắt vào này cho em xong, rất là tiện luôn. Hoặc là các bác dùng để mình thắt cây cảnh, cây cối các thứ nhá, rất là tiện luôn. Lên cho em là dây thít nhá. Dây thít giá thì chỉ có cho bác là 25k trên một bịch như này. Đồng giá nó sẽ có là các bác là 20 cm này, 25 này và 30 cm. Các bác muốn lấy loại nào lấy các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20.000 một típ như này và bên em bán là 50.000 ba típ. Đó, 50.000 cho ba típ keo đa năng xanh như này. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn. Các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, rất tiện ích để các bác có thể dán đa di năng được luôn, keo đa năng xanh 15k trên một típ này thôi. Đấy các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, nó dán rất là đa di năng luôn nhá. Đó.
các bác thấy chưa? Đó. Các bác có thể dán cánh kệ tủ, rồi nói chung là móc treo quần áo, rồi tủ, rồi ổ điện như các thứ đều ok hết. Đây. Dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Đó. Rất tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k một típ thôi. Rất tiện luôn các bạn. Keo dán đa năng nhá. Đó. Hả? 20.000 các bác nhá. Đấy. 20.000 đợt này về cho bác giá 15.000 một típ luôn, 50.000 ba típ. Giá thanh lý luôn các bác nhá. Đó. Trước em đang bán 20.000 đợt này về cho bác giá tốt luôn, 15.000 một típ, 50.000 ba típ luôn các bác nhá. Đấy, rồi ok. Hello cho các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết, hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy. Hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép nhức được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống các nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này. Một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn. Một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6. 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này.
Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bạn này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá. Một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Đây rồi, vâng lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó thì hôm nay bên shop em lại tiếp tục các cái mã giảm giá cực sốc cho các bác luôn. Đó, mã tri ân, mã giảm giá cực kỳ sốc luôn, chỉ có vài k trên một sản phẩm thôi các bác nhá. Lưu ý các bác đang còn không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp các bác này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là kẹp đơn nhá, kẹp đơn. Đó, kẹp đơn. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 ba cái. Đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. 20.000 sẽ là 5 chiếc nhá. 20.000 cho 5 chiếc như này. Đấy, lên mã cho em là kẹp đơn nhá. 20.000 cho 5 chiếc như này. Và bác nào mua số lượng là từ 10 cái trở lên thì sẽ là 40.000 cho 11 chiếc nhá. Đấy, bên em sẽ bán là 40.000 11 chiếc, còn mua 20.000 sẽ là 5 cái. Lên mã giúp cho em đó là kẹp đơn, kẹp đơn. Đó, lên cho em là kẹp đơn nhá. Đó, kẹp đơn này. Giá của nó thì đợt này về cho bác giá tốt nhá. 20k này sẽ là bằng 5 cái nhá, bằng 5 cái. Và 40k nhá. 40k thì sẽ là 10 cái. 20k này là bằng 5 cái nhá. Đó. Và 40k đấy, 40k thì sẽ là 10 cái và tặng thêm 1. Đấy, 40k thì sẽ là 11 cái nhá. Đấy. 10 cái tặng 1 tức là 40.000 là 11 chiếc. Còn lại là 20.000 thì sẽ là 5 cái nhá. Bác nào mua cả 10 cái thì bên em sẽ tặng 1. Đó, 10 cái tặng 1 nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai màu như này, một là màu trắng, hai là màu xanh, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Cái màu này thì nó không quan trọng lắm. Đấy, đây các bạn này, cái này thì kẹp cực kỳ là chắc và kẹp cực kỳ ngon luôn. Đây các bạn này, đấy, kẹp rất là chắc nhá. Đấy, các bác có thể dùng để phơi quần, phơi áo, phơi đồ rất là tiện luôn. Đấy, hoặc là kẹp những cái quần áo đơn giản ở trong tủ nhà mình. Đấy, nó bằng lò xo cứng như này, dùng rất là thích, inox sáng bóng đẹp nhá. Lên cho em là kẹp đơn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái này là cái gì nhỉ? Que hàn nhiệt nhá. Đấy. Thì nó sẽ là 25.000 cho một túi như này. Một túi này bao gồm 3 cái này. Đấy, khi mà nó vận chuyển đến thì cái này nó rất là giòn, thế nên nó có dấu hiệu là bị gãy. Đây, em chạm nhẹ nó đã gãy rồi thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Tại vì báo thẳng với các bác luôn là khi các bác nhận hàng thì có thể nó sẽ bị gãy nhá. Thì các bác hết sức thông cảm thôi. Cái này nó rất là giòn, chạm nhẹ là nó sẽ gãy rồi, nhưng mà cái này dùng nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình gọi là hàn vào các cái vị trí nào đó mà nó bị thủng này, bị thấm rột này. Đấy, hàn nhôm, hàn sắt, hàn đồng, hàn chì đều được hết nhá. Các bác chỉ cần lấy máy lửa mà đốt vào xong. Đấy, cái này nó rất là giòn, chạm nhẹ nó gãy rồi. Cho nên là các bác cũng thông cảm cho em thôi. Đấy, nói thẳng luôn các bác là khi các bác nhận được hàng là nó sẽ bị gãy nhá. Nó sẽ bị gãy, không tránh khỏi đâu. Thì cái gãy này thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhá. Lên cho em là que hàn nhiệt. Que hàn nhiệt nhá. Đấy. Que hàn nhiệt giá sẽ là que hàn nhiệt này. Giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k trên một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn vàng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trải nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn vàng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ. Đấy, rất là tiện luôn nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp và an toàn cho cả bà mẹ và trẻ em luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Đây. Đấy, an toàn cho cả bà mẹ trẻ em nhá. Combo của cho các bác là sẽ là một đèn sông tinh dầu như này và có tới cho các bác là 4 lọ tinh dầu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ, thì có cho các bác là 120.000 cho một con đèn sông tinh dầu này thôi. Đấy, các bác xoáy cái lọ tinh dầu này vào cho em này, bật nút này lên này, cắm điện bật nút lên là xong nhá. Không dùng thì các bác lại tắt đi cho em. Đó. Và ngày đầu tiên thì các bác cứ dùng cho em liên tục trong vòng 3 ngày đầu tiên nhá. Còn tiếp theo thì các bác cứ tầm khoảng 4 giờ chiều các bác bật lên cho em, và đến lúc nào đi ngủ thì các bác tắt đi là nhà bác sẽ không còn một con muỗi nào luôn. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi nhá, hàng của thương hiệu Wanza của Nhật các bác nhá. Đó, giá thì gì? Có cho các bác là 120.000 mà có tới 4 lọ tinh dầu luôn. Đấy,
lên cho em là sông tinh dầu muỗi này, sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi, tinh dầu muỗi, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000 cho cái bộ đèn sông tinh dầu muỗi như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩu thuốc các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái tẩu thuốc như này, thì các bác có thể dùng rất là tiện và đa di năng luôn này. Đấy, đây một cái tẩu thuốc như này, cái thân của nó thì bằng nhựa và sơn giả đồng nhá. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa chịu nhiệt, và còn cái đầu tẩu này bằng đồng này, đầu tẩu này bằng đồng thì rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là mấy nhỉ, 70.000 cho một cái tẩu thuốc như này nhá. Cái đầu này thì nó sẽ là bằng kim loại này, bằng kim loại và có gioăng giết các thứ đầy đủ luôn. Đấy, các bác lên cho em là tẩu thuốc nhá, giá sẽ là 70.000, thì các bác có thể dùng để hút thuốc lào, thuốc lá hoặc là dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện này các bác này. Đấy, đây thuốc lào thuốc lá chơi được hết nhá, rất là tiện luôn đó. Và giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. Lên mã tiếp theo là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc giá sẽ là 70k đó, tẩu thuốc này giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000 cho cái tẩu thuốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ khăn lau bếp nhá. Một bịch này của nó thì sẽ bao gồm là 10 chiếc khăn lau bếp như này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bông nhá, thấm hút cực kỳ là tốt luôn các bác, dùng lau bếp, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau nhà tắm, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em là khăn lau bếp, bên em gọi chung nó là khăn lau bếp, giá thì chỉ có 30k trong một bịch như này thôi. Một bịch là 10 chiếc. Đấy, nhà bác nào có đình đám cỗ bàn mua cái này cho em 2-3 bịch dùng thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau bếp, giá sẽ là 30k nhá, 30k. Bỏ cho anh kia hai cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông, cái đèn kia luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Bao gồm cho các bác là 3 đôi. Đấy, 3 đôi như này nhá, 3 đôi. Đấy, 3 đôi như này các bác này. Đấy, 3 đôi như này, 90.000 cho 3 đôi như này nhá. Tính ra vào có 30.000 một đôi thôi. Thì nó sẽ là một chậu và một rổ như này. Chất liệu của nó này, nhựa này là nhựa siêu mềm luôn các bác nhá. Nhựa siêu mềm, nhựa Việt Nhật luôn. Dùng rất là thích các bác này. Đấy, bóp vào ấn ra thoải mái luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông hàng của Việt Nhật nhá. Rổ vuông này, rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này, 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cầm anh cái mài ba khe kia luôn. Mài dao ba khe đầu bếp nhá. Đấy, các bác lên cho em là mài đầu bếp này, hàng của Asaka Japan của Nhật nhá. Con mài đầu bếp như này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con mài đầu bếp như này. Đấy, thì nó sẽ là dòng ba khe như này, 1 2 3. Đấy, như bên em về nó có hai mẫu, một mẫu là hàng cao cấp và một mẫu là hàng chuyên dùng cho nhà hàng nhà bếp này. Đấy, nhà hàng nhà bếp thì con này sẽ là 40.000. Đấy, thì các bác lên cho em con này sẽ là mài đầu bếp 40.000 nhá. Ngoài ra thì có một con hàng cao cấp của Nhật đây. Đấy, Katashiwa Made in Japan, hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp dùng cho cao cấp dùng cho phổ thông nhá. Đấy, rất cao cấp cho các bác luôn. Đấy, dùng cho VIP được các bác này. Đấy, đây, Katashiwa Made in Japan. Con này thì các bác lên cho em là mài ba khe đỏ nhá. Mài ba khe đỏ, ba khe đỏ nhá. Ba khe đỏ, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Con này thì hàng cao cấp, giá 130.000. Còn con này thì chuyên dùng cho các nhà hàng đầu bếp, khách sạn nhà hàng. Đấy, thì lên cho em là mài đầu bếp, giá sẽ là 40.000 nhá, cũng đều là hàng của Nhật hết. Thì con này nó chuyên dùng trong các cái nhà hàng khách sạn, đầu bếp mà. Lên cho em là mài đầu bếp. Mài đầu bếp này, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho con mài đầu bếp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là một cái cái này là cái gì nhỉ, chân đỡ đa năng các bác nhé, chân đỡ đa năng. Thì con này các bác dùng để mình đỡ máy giặt này, rồi tủ lạnh, rồi nói chung là đa di năng luôn. Các bác có thể nâng lên hạ xuống ở những cái mặt bằng mà các bác bị hạn chế chiều, cái độ thăng bằng nó không bằng nhau, thì các bác đặt cho em, đặc biệt là máy giặt này, rồi máy giặt này, rồi là giường, tủ, bàn, ghế đều đỡ được hết nhá. Đấy, sức nặng của nó là lên tới hàng tạ luôn, cho nên các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây, đấy các bác này, đấy thì các bác có thể để tủ lạnh này, hoặc để máy giặt này, hoặc là các cái đồ đoàn giường chiếu cũng đều kê ok hết nhá. Một bộ này của nó thì 4 chiếc, để các bác kê tủ lạnh, kê bàn, kê ghế đều được hết nhá. Giá thì sẽ là cái bộ đỡ này là bao nhiêu đây? Dạ. Bao nhiêu cái bộ này? Chân đỡ đa năng này, chân đỡ đa năng nhá, chân đỡ đa năng giá sẽ là 50k cho một cái bộ chân đỡ đa năng như này, bao gồm 4 chiếc, rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đây em sẽ có video thực tế đây các bác này. Đấy, nó rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, thì nó sẽ là một cái chân đỡ như này các bác này, bộ của nó bao gồm 4 chiếc, thì các bác có thể dùng để mình đấy, để chân tủ lạnh này, rồi tủ lạnh, máy giặt, rồi các cái đồ mà các bác cần kê lên, chịu lực tốt luôn. Chiều cao tối đa của nó sẽ là 12cm nhá. Đó, chịu lực tốt, chống rung rất là tốt luôn. Đấy, giá thì rất hợp lý, chỉ có cho bác là 50k một bộ này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn gậy nhá.
đèn gậy giá sẽ là 140.000 cho một con đèn gậy như này. Nguyên cái hộp của nó đây là xịn sò rồi các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này, có kèm một cáp sạc và một cái sạc ngoài luôn các bác này, một cái đầu sạc ngoài như này, một cái củ sạc ngoài như này các bác này. Đấy, đây là cái chân sạc của nó này, rất tiện ích luôn nhá. Cái này không phải đâu các bác nhá, cái này là ở bên ngoài này, không liên quan đâu. Nó chỉ có cho các bác một cái chân sạc này thôi. Chân sạc này về các bác cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm ở đây cho em. Đó, cắm ở đây này. Đấy, đây nó báo pin nhiều các này. Đấy, nó báo pin ngược lại đấy. Thì ở đây nó sẽ là một cái chân sạc như này, thân của nó bằng nhôm nhá, thân bằng nhôm. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì sẽ có cho các bác bao gồm là ở ngoài đấy, ngoài đây một túi. Một đôi pin như này thôi, một đôi pin như này, cả hộp cả thùng. Một đôi pin này. Đấy, một đôi pin này. Đấy, rất tiện ích các bác này. Và ở đây thì nó là một đôi pin kép luôn, hai viên pin 18650. Đấy, rất sáng các bác. Con này thì các bác có thể dùng để trên ô tô này, vừa làm gậy để mình phòng bị rất là tốt này. Đấy, rất sáng các bác nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu nhá. Đấy, rất tiện cho các bác luôn. Đó, đặc biệt là các bác nào hay đi ô tô này hoặc đi ngoài đường này, cần dùng một cái đèn có cái độ sáng là tương đối này và an toàn, dùng để làm vũ khí nhá. Đấy, dùng gọi là các bác dùng để phòng thân đấy. Thế nên là em gọi nó là đèn gậy thì các bác có dùng rất tốt luôn này. Đấy, quánh đập này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn gậy nhá. Đèn gậy 140k cho một con đèn gậy như này, rất tiện ích luôn này. Lên cho em là đèn gậy thì giá sẽ là 140.000 các bác nhá. Rồi ok. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là phích cắm này, ổ đúc này, đấy, và có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và nếu mà dưới 200 thì các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc cùng nhận hàng. Đó, thì đây nó sẽ là có cái dòng ổ 3 chân, ổ 5 chân như này nhá. Đấy, ổ 3 chân, ổ 5 chân đều có đèn báo hết cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân đều có đèn báo hết, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân có đèn báo hết như này. Đấy. À xin lỗi các bác, là con 3 chân thì sẽ có đèn báo nhá, và con 5 chân thì không có đèn báo này. Ưu điểm của nó thì nó sẽ là bằng cao su non các bác, bằng cao su non như này. Bên trong của nó thì 100% là lá đồng hết nhá. Đấy, đồng đỏ au luôn, đồng đỏ au luôn. Đó thì cái giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho cái ổ đúc cao su non như này nhá. Lên cho em là ổ đúc cao su non, giá sẽ là 50.000 các bạn, 50.000. Còn cái phích cắm này thì sẽ là 20k trong cái phích cắm như này nhá. Đấy, nếu các bác mua cái phích cắm này thì giá sẽ là 20.000 trong cái phích cắm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp được luôn, và nó rất là an toàn nhá, rất an toàn này các bác này. Đấy. Lên cho em là ổ đúc cao su non nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá. Các bác lên cho em là đèn xoay. Con này thì các bác chỉ cần là cắm điện vào cho em là xong, cắm trực tiếp điện 220 vào đây, rất là tiện luôn, có ổ cắm như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào là nó xoay rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có 60k trong con đèn xoay này thôi. Đấy, đây các bác này. Đấy, cắm điện vào là nó sẽ xoay như này, rất là đẹp này. Đấy, các bác có thể chiếu gần, chiếu xa này, chiếu xuống đất này. Rất là đẹp luôn các bác theo. Đây. Đấy, cho pha ra thì nó lại rộng ra như này. Rất đẹp luôn. Đấy, một con đèn xoay như này. Và mình cứ để này là nó xoay thôi. Các bác cắm trực tiếp điện vào cho em. Đấy, có thể xoay lên trần hoặc là xoay xuống đất như này. Rất đẹp nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá. Đèn xoay. Giá sẽ là 60k cho một chiếc đèn xoay như này. Rất tiện ích luôn nhá. 60k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Các bác cứ cắm điện trực tiếp vào cho em và có hai công tắc như này, các bác chỉ cần nhấp này là xong. Đó, chức năng chính của nó là đuổi muỗi, rất là tốt luôn. Giá này sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 45k. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc chỉ Long Ben Hắc Lào nhá. Long Ben Hắc Lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ Long Ben Hắc Lào như này, cái này. Các bác dùng con này thì cực kỳ là mê ly luôn các bác. Đấy. Bác nào đang bị Long Ben Hắc Lào rồi nấm ngứa thì dùng con này cho em, rất là tốt luôn. Đó. Bôi vào thì nó dịu mát và giúp cho các bác. Bác nào đang bị Long Ben Hắc Lào bôi nó rất là tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một lọ Long Ben Hắc Lào này thôi. Dùng thì khá là tiện ích luôn và rất là hợp lý để cho các bác sử dụng khi mà mình bị các bệnh ngoài da như là Long Ben Hắc Lào hoặc nấm ngứa thì dùng con này cho em đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một kia trong cái hộp như này các bác nhá. Đấy, trong hộp Long Ben Hắc Lào này. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn.
nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em bao ship nha các bác, cứ xem và mua đủ 200 là bên em bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên nó là bên shop về các bác hai cái mẫu vòi tưới cây tăng áp nhá. Thì nó sẽ có màu đen và màu vàng như này. Đấy. Con màu vàng như này là nguyên bằng đồng này, còn con màu đen này thì lõi sẽ là bằng đồng. Thì các bác lên cho em là vòi vàng hoặc là vòi đồng nhá. Thì bên shop có hai mẫu như này. Đấy. Thì đầu tiên là em sẽ lên cho các bác cái vòi đen nhá. Đấy. Con vòi đen này thì nó sẽ là một cái vòi như này, bao gồm cho các bác là ba cái cút nối các bác này. Đây, cái cút này để các bác xoáy vào cái đầu vòi nước này. Đấy, còn đây là hai cút nối trực tiếp ở đây các bác này. Đấy. Thì ví dụ các bác có thể dùng để thay tháo này, cái này nó hỏng thì mình dùng để thay, tức là nó sẽ có cho các bác là hai con, một con thì các bác dùng sơ cua. Còn con này thì các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước cho em, đầu của cái nguồn đầu vòi nước đây. Nó đúng như trên video này các bác này. Đây. Đấy, cái này là để các bác kết nối với các cái gen của các nguồn nước này. Đấy nhá. Đấy là cái con ngắn này. Con ngắn này là để kết nối với các cái đầu nguồn nước như này. Còn cái con dài này để các bác kết nối với hai cái đầu nguồn nước. Đấy, hai đầu nguồn nước nhá, đầu ra và đầu vào. Hoặc nếu các bác có đầu vào rồi thì các bác để sơ cua như này. Đấy. Thì các bác lên cho em đó là vòi tưới cây đen nhá, vòi tưới cây đen. Con này thì giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi tưới cây đen như này. Đấy. Lên cho em là vòi tưới cây đen, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Vòi tưới cây đen này, vòi tưới cây này. Đó. Vòi tưới cây đen giá sẽ là 50k nhá, 50k cho bộ vòi tưới cây đen như này. Con này thì nó sẽ là dòng vòi tăng áp nhá, tăng áp giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Bên trong của nó thì là bằng đồng như này. Đấy, đầu ti bằng đồng như này nhá. Đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Con vòi tưới cây đen này thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây vàng nhá. Con này thì nó cũng bằng đồng luôn. Đấy, cũng bằng đồng và nó sẽ có hai đầu như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cái đầu này để các bác chỉnh áp này, đầu này để các bác chỉnh áp cho em này. Đấy, đầu này chỉnh áp này. Và đây nó sẽ có cho các bác là cái đầu gen để các bác kết nối với nguồn nước này. Còn đầu này là kết nối với đầu vòi này. Đấy thì nó bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai món như này. Và giá thì sẽ là 40k nhé, 40.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi tưới cây vàng nhá. Đấy, vòi tưới cây vàng. Hoặc là các bác lên cho em là vòi vàng, vòi đen là được nhá. Đấy. Thì con vòi vàng này sẽ là vòi vàng này là 40.000 nhá. Lên cho em là vòi vàng này. Đấy, vòi vàng. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Còn con này thì các bác lên cho em là vòi đen này. Đấy. Vòi đen, giá sẽ là 50.000. Vòi đen là 50k nhá. Đấy. Vòi đen là 50.000 các bác này. Đấy, con này sẽ là vòi đen 50.000 và con này thì sẽ là vòi vàng 40.000 các bác nhá. Đấy, các bác lấy đen thì lấy vàng thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái đốc sạc kèm pin nhá. Đây, nó sẽ là một cái mã đốc sạc kèm pin như này. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đốc sạc. Đây, một cái đốc sạc như này. Một đốc sạc như này và kèm thêm cho các bác là 4 viên pin. Pin này thì các bác có thể lắp vào đồng hồ này hoặc là các bác lắp vào kia mic karaoke đều được nhá. Đấy, lắp vào đồng hồ hoặc lắp vào mic karaoke. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 65.000 nhá. Bên mã giúp cho em là đốc sạc pin đồng hồ này. Đấy. Đốc sạc này. Pin đồng hồ nhá. Pin đồng hồ. Giá sẽ là 65k. 65k cho một cái bộ đốc sạc pin đồng hồ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn dầu của nhá. Các bác lên cho em là đèn dầu. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim và sơn giả cổ nhá. Đấy, sơn giả cổ rất là đẹp luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu này. Con này thì các bác cho dầu vào để mình đốt nhá. Đây. Đấy, cho dầu vào để mình thắp. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai, cái này là một cái quai đeo này. Đấy, một cái quai đeo như này, quai sách như này. Đó. Và đây thì có cái bấc để các bác điều chỉnh này. Đấy, bấc điều chỉnh này. Và đây thì sẽ có cho các bác là một cái nắp như này. Các bác xoáy cái nắp này ra, mình cho dầu vào đây, cho dầu đốt vào đây. Đấy, dầu diazen, dầu đốt ấy, cho vào đây thôi, đậy nắp lại cho em. Thì các bác châm lửa thì mình chỉ cần kéo cái lẫy này lên gạt ra để mình châm này. Gạt thế này mình châm cho nó thì mình lại đậy nó vào. Và khói nó sẽ tự bốc lên ở đây. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dạng giả cổ nhá. Màu đồng giả cổ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu này 130k nhá. Đấy, đèn dầu này. Đèn dầu giá sẽ là 130k cho cái mã đèn dầu như này, 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít đen nhá, tô vít đen. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu tô vít đen trợ lực này, một đầu tô vít như này. Đấy, và sẽ kèm cho các bác là 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau nhá, 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Con này của nó thì nó sẽ là vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều được luôn nhá. Có đảo chiều không nhá. Đấy. Vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều được luôn thì nó rất là tiện các bạn. Đấy. Các bác có thể dùng để xoáy nhanh đảo chiều cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít đen. Con này thì giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ vít đen như này nhá. 60.000 cho một cái bộ vít đen như này các bác này. Con này thì rất là tiện dụng và đa di năng luôn. Nó sẽ có cho các bác là 12 đầu vít với lục giác tròn 3 khe đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy.
lên mã giúp cho em đó là vít đen nhá, giá sẽ là 60.000. Đó, các bác lên cho em là vít đen này. Vít đen trợ lực nhá, vít đen trợ lực giá sẽ là 60k. Trợ lực giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái con vít đen trợ lực như này. Đó, giá thì rất tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu đèn này. Đầu tiên nó sẽ là một con đèn wifi như này nhá. Đấy, con này nó sẽ là đèn wifi như này. Con này thì bên shop lên là đèn wifi, giá sẽ là 130.000 các bác. 130.000 cho con đèn wifi như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc, và riêng ưu điểm của con này thì nó sẽ là hàng của Đức này. Đấy, made in Germany, hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, hàng Đức xuất cho thị trường Nhật, rất chất lượng cho bác luôn. Đó, đèn thì pha rất là rọi và sáng luôn đây các bác này. Pha của nó đây, rất là rọi và sáng luôn các bác nhá. Đó. Và đây thì nó sẽ có cảm biến này. Đấy, các bác chỉ cần gạt qua này nó sáng, gạt qua này nó tắt thì rất là tiện luôn. Đó. Gạt qua nó sáng, gạt qua nó tắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là đèn wifi nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Đèn wifi này, lên cho em là đèn wifi. Đèn wifi 130k nhá. 130.000 cho các con đèn wifi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Đèn phễu này. Đấy, nó sẽ là hình một cái phễu như này và cũng có kèm cho các bác một cáp sạc nhá. Đấy, con này thì nó sẽ có cáp sạc dây quai đeo đi kèm luôn và rất là sáng các bác. Đấy, và có cả chân sạc ra cho điện thoại này, chân sạc ra đây. Đấy, và có báo pin luôn các bác này. Con này thì siêu sáng luôn. Có chế độ cho các bác là sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy, rất sáng các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác trông này. Đấy, ban ngày mà pha của nó như này thì ban đêm thì nó sáng rất là khủng khiếp luôn. Đó, các bác thấy không? Và nó rất là nhỏ gọn thì các bác có thể dùng để cầm tay hoặc là đội đầu đều được hết nhá. Đây, nó có dây cho các bác này. Đấy thì các bác có thể cầm tay đội đầu và có thể điều chỉnh như này, rất là tiện luôn. Bên trong của nó có tới 2 quả pin 18650 nhá. Dung lượng pin của nó cực kỳ là lâu luôn. Chế độ sáng mạnh sáng vừa đây. Đấy, có 2 chế độ như này. Lên mã giúp em là đèn phễu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, chưa đến 100.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp em là đèn phễu, giá của nó sẽ là 95k. Đó. Lên cho em là đèn phễu này, đó. Đèn phễu, giá của nó sẽ là 95k thôi. 95k cho một con đèn phễu như này, rất tiện ích các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh mini nhá. Đấy, đèn 4 cánh mini. Đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái quả bóng đèn 4 cánh mini như này. Đấy. Khi giả ra thì nó vào khoảng là gần 20 cm và 4 cánh. Công suất của nó là 27W, khá là sáng luôn. Đó, đây. Công suất mặc định của nhà sản xuất là 28W này. 28W nhưng mà lại nhỏ gọn và rất là sáng luôn. Và nó bằng LED cho nên là rất là tiết kiệm điện nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, 40k. Lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh nhá, đèn 4 cánh mini. Đấy, đèn 4 cánh này, 4 cánh mini. Đấy, gấp gọn được này, gấp mà nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi. Giá sẽ là 40k nhá, 40.000. Đấy, nó cũng chỉ bằng một cái bóng thường thôi nhưng mà hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh các bác này. Đấy, ví xanh. Thì đây nó sẽ là một cái con ví để các bác sử dụng để mình vệ sinh móng tay chân. Đấy, nó màu xanh, em gọi nó là ví xanh và nó gọn như một cái ví. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 cái cắt móng tay này, một con to này, một con cắt trẻ em này, một con nhỡ và một con lệch như này để các bác cắt khóe này, một cái bộ nạo gót chân này, rồi rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Giá thì bên shop có cả lấy giấy tai thứ nhá. Đấy, lấy giấy tai rồi nặn mụn rồi, nói chung là đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100k cho cái bộ ví xanh này thôi nhá. Lên mã giúp cho em là ví xanh, giá sẽ là 100.000. Đầy đủ rất là nhiều chi tiết, nó có hàng tới mấy chục chi tiết như này cho các bác sử dụng nhá, rất là đa di năng luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví xanh, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là ví xanh này. Đấy. Ví xanh, giá sẽ là 100k. 100k cho cái bộ ví xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Găng tay lao động thì có màu đen, màu xanh, màu ghi. Đấy, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây. Đấy, ở đây nó sẽ là một cái dòng găng tay rất là tiện ích luôn. Thứ nhất là nó là dệt 5D nhá, cực kỳ là thoáng khí luôn. Các bác đeo mà không bao giờ sợ bị bí nhá. Đấy, rất là thoáng luôn. Bên dưới này thì có cái lớp cao su chống trơn trượt này, bên trên này thì dệt thoáng khí này và độ co giãn rất là tốt này, tay to tay nhỏ sử dụng được hết nhá và rất là ôm luôn, nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác dùng cảm giác nó như thật luôn. Kể cả em cầm bút em viết cũng vẫn là ok này. Đấy. Thì bên shop bán theo các bác lên cho là găng tay lao động nhá. Bán lẻ thì nó sẽ là 5 đôi là 40k nhá. Đấy, 5 đôi là bằng 40k này. Đấy, còn một địch là 12 đôi luôn. 12 đôi giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k. Đó. Thì các bác có thể là mua 5 đôi cũng được mà mua cả một bịch luôn. Một bịch của nó sẽ là 12 đôi nhá. Một bịch này là 12 đôi này, giá sẽ là 70.000. Thì các bác mua combo thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, mua cả bịch này thì rẻ hơn, chỉ có 70.000 thôi, 12 đôi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm nhá, đèn hộp nhôm như này. Đấy, một cái đèn đựng trong hộp nhôm như này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một dây đeo này, một dây đeo, một cáp sạc này. Đấy. Con này thì nó sẽ có nam châm hít này, có nam châm hít luôn và có cho các bác là cả bật lửa luôn. Đây là cái chân sạc vào này.
Đấy, đây, đèn thì siêu sáng luôn các bạn. Đấy, có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy và đèn đỏ cảnh báo này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, rất là tiện ích nhá. Để các bác dùng khi mà mình đi xe đi ngoài đường hoặc là các bác dùng làm thợ làm nghề, có cả chân để này các bác này. Đấy. Và con này sẽ có cái bật lửa này, có cái nút đây, các bác dùng bật lửa thì mình giữ lì cho em là lửa nó sẽ lên này. Đấy, đây là đèn này. Còn bật lửa thì các bác giữ lì cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì sẽ lên. Đấy, lửa đỏ chưa? Đấy, và các bác ấn này là nó sẽ tắt này. Rất là tiện không nhá. Đó, rất tiện luôn. Ấn giữ này là nó sẽ tắt này. Và các bác cứ giữ lì là nó sẽ lên, giữ lì nó tắt. Đấy, các bác lên cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Đấy, một con đèn đựng trong cái hộp nhôm như này. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm. Đèn hộp nhôm nhá, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đây, nó sẽ là cái hộp 5 mũi khoan tháp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp như này. Và hộp 5 mũi khoan tháp như này giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây. Đấy. Đựng trong một cái hộp nhôm cực kỳ xịn sò luôn, kèm cho các bác một cây lấy dấu nhá, kèm một cây lấy dấu luôn. 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu, hàng của Nhật đây, Japan các bác này. Đó, Japan. Con này thì để lấy dấu các bác này, giấy lấu các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn. Đây. Đấy. Nhấp này cho em là có dấu luôn nhá. Đó, thì nó sẽ là một cây lấy dấu và 4 cái mũi khoan tháp thép gió phủ titan nhá. Đây. 4 mũi khoan tháp thép gió phủ titan. Con to nhất này là 3/2 này và con nhỏ nhất này thì nó vào khoảng là 1 cm nhá, 1 cm. Đó, còn các bác có thể cái đầu mũi này thì nhỏ nhất nó sẽ là 4 ly nhá. Các bác có thể dùng là khoan thép, khoan sắt, khoan inox, khoan nhựa, khoan gỗ đều được hết nhá. Đấy. Đây, bộ 5 mũi khoan tháp như này giá sẽ là 180k. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. 5 khoan tháp này. Đấy. 5 mũi khoan tháp này kèm lấy dấu nhá, kèm lấy dấu luôn. Đó, kèm lấy dấu. Giá sẽ là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu 180k thôi. Giá siêu tốt luôn, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa đồng của Đức nhá, khóa đồng Đức như này. Combo cho các bác thì một ổ khóa sẽ bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn, hàng made in Germany này. Đấy, hàng của Đức chữ khắc chìm luôn nhá, made in Germany. Đó, đây thì nó sẽ là dòng chìa của nó là chìa tròn nhá và có tới 4 chìa luôn thì các bác dùng nó rất là tiện ích này. Đấy. Chìa tròn và 4 chìa luôn, dùng rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, dòng này thì dòng là chống trộm, chống cắt cho các bác luôn nhá. Chống trộm, chống cắt, chống chống han gỉ, chống ăn mòn nhá. Rất là tốt luôn. Đấy, thì nó sập vào khóa như này rồi thì nó phủ hết như này, các bác không lo bị trộm nó thò cái kìm mà nó cắt được, rất là to luôn. Đấy, chống nắng, chống mưa thoải mái luôn và chống làm giả chìa luôn nhá. Đấy, chìa của nó là thuộc dạng là chìa tròn như này thì nó chưa có cái phôi để làm giả, thế nên là rất là tiện ích luôn. Combo cho các bác một bộ khóa như này bao gồm 4 cái chìa liền, các bạn, 4 cái chìa liền. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130k nhá. Lên cho em là khóa đồng Đức, giá sẽ là 130.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn để cho các bác có thể mua về để mình sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái đồng hồ bật lửa các bác này. Đấy. À xin lỗi các bác, là đồng hồ bật lửa đúng không? Đấy, giá sẽ là 100.000 cho con đồng hồ bật lửa như này, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy. 100.000 một chiếc nhá. Đấy. Thì lô này về nó sẽ có thêm cho các bác là màu đen nữa, màu đen như này. Đấy, màu đen vàng và màu gỗ vàng nhá, màu gỗ vàng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đấy, hoặc là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên, các bác không chọn màu thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ bật lửa này, vừa đồng hồ vừa bật lửa luôn. Đây, đồng hồ chạy bình thường này. Đó, các bác thấy không? Đồng hồ chạy nhá. Và các bác nhấp này thì nó sẽ có đèn lên này. Còn các bác bật lửa thì ấn mạnh, còn mình muốn xem đồng giờ thì mà ban đêm thì mình chỉ cần nhấp này là xong. Đó. Giá thì sẽ là 100k cho con đồng hồ bật lửa như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ bật lửa, về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu túi da bò này. Túi da bò thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là túi da bò màu nâu đây, túi da bò màu nâu như này. Con này là túi vuông nhá, túi vuông, chất liệu 100% là da bò tự nhiên. Cho các bác test thoải mái luôn, lấy mấy lửa đốt cứ đốt vào cái giữa này cho em này. Đấy. 100% là da bò tự nhiên luôn. Đây, các bác xem này. Đấy, nếu da bình thường mà cào như này là nó sẽ xước nhá, còn da bò thì yên tâm. Đấy. Con này thì các cái phần tay khóa này đều là bằng đồng hết này. Giá thì sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này nhá. Chiều cao là 25, chiều rộng là 20 và nó sẽ có ngang này là 20, còn chiều dày của nó là khoảng 10 cm và nó sẽ có cho các bác là một ngăn phụ bên ngoài này, một ngăn phụ bên ngoài này. Tiếp theo một ngăn phụ nữa này, một ngăn phụ nữa này và kèm thêm cho các bác là một ngăn chính to này. Ngăn chính to này thì con này nó sẽ có cho các bác là có cả dây đeo bên trong này nhá. Đây, da bò tự nhiên nó như này các bác này. Đấy, da bò nguyên miếng nó như này các bác này. Đó, các bác thấy không? Đó, về nhà các bác đốt thoải mái chứ. Đốt tránh cái chỗ ấy ra được. Tránh cái chỗ chỉ với chỗ khóa này ra. Đấy, giá thì sẽ là 180.000 cho con túi vuông. Đấy, con túi chéo này thì sẽ là 140.000. 140.000 cho cái túi chéo này các bác này. Đấy. Túi chéo này cao khoảng 25, cũng chiều ngang khoảng 20. Đấy, rộng thì banh hết ra thì nó vào khoảng 10 đến 12 cm. Đó, để các bác đeo chéo trước ngực nhá.
đeo chéo trước ngực thì rất là an toàn luôn, hoặc đeo ra sau lưng thì các bác dùng để mình đựng giấy tờ, điện thoại, iPad hay cũng các thứ luôn. Con này thì túi chéo 140.000. Còn con này nó sẽ là con túi hông này. Các bác dùng để mình đeo về hông đằng trước, đi chợ, đi búa này, mua bán kinh doanh này, hoặc là bán hàng bán quán mà cần phải đựng tiền này, đựng vào đây cho em. Rất là ok các bác đi du lịch này. Đi du lịch bỏ điện thoại với các cái loại giấy tờ ví tiền đằng trước này cực kỳ an toàn luôn, đeo vào bụng này cho em. Có dây đai như này. Các bác có thể tùy chỉnh nhá. Giá thì sẽ là 130.000 cho con túi hông này nhá. Con túi hông này là 130.000. Rồi ok. Hello các bác nha, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp tục các sản phẩm lót giày quế chống hôi chân, chống nấm mốc rồi da mồ hôi chân rất là tốt luôn. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đôi lót giày như này. Giá thì đang trân trọng thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 10k thôi. 10k cho một cái đôi lót giày như này nhá. Giá cực kỳ là Việt Nam luôn. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Ở đây thì có sẵn quế cho các bác nhé, có sẵn quế cho các bác luôn, nó tẩm sẵn quế bên trong này rồi. Các bác đi thì nó sẽ là chống nấm mốc, chống hôi chân rồi da mồ hôi chân rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 10k thôi nhá. Lên cho em là lót giày quế nhá, lót giày quế này. Đấy. Lót giày quế giá sẽ là 10k nhá. 10k cho một chiếc như này. 10k cho một chiếc này các bác này. Đấy. 10k trên một bịch như này bao gồm là một đôi nhá, 10k một đôi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, giá thì rất hợp lý nhá, 10.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái cân treo này. Cái này thì các bác có thể dùng để đi câu, đi kẹo hoặc là đi chợ, đi búa. Hoặc là các bác dùng làm thợ, làm nghề. Đấy mà muốn treo, muốn cân như này rất là tiện luôn. Đó. Đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một viên pin như này nhá. Pin này thì các bác dùng nó là pin năng lượng mặt trời cho nên là không lo bị hết pin. Còn hết thì các bác ra ngoài hiệu sách các bác mua cho em nó rất là tiện thôi. Các bác cứ ra hiệu sách là có thôi. Đấy lắp vào đây cho em này. Đấy lắp vào đây. Đấy thì các bác lắp đúng chiều cho em nhá. Nếu lắp sai chiều mà đèn nó không lên đây. Đấy thì các bác chỉnh lại cho em là nó sẽ lên thôi. Rất là tiện luôn. Đấy nó sẽ có dây quay đeo như này. Thì các bác dùng để mình cân kẹo các thứ nó rất là tiện. Tối đa của nó là lên tới 50 cân nhá, 50 cân. Và con này thì nó sẽ có cả cập nhật cho các bác là cả nhiệt độ luôn này. Đấy nhiệt độ luôn. Miền Bắc là đang là 35 36 độ C này, rất là nóng luôn nhá. Đó. Đây. Và các bác bắt đầu cân cho em thôi. Đây. Ví dụ em cân cho bác cái con thước ấy này. Đấy con thước 10 m này. Con thước 10 m này là nặng là 0,26 kg. Đây các bác này. Đấy. Nặng 0,26 kg tức là 2 lạng 6 nhá. Đây, con thước rút từ hãng 10 m này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Con 10 m này thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái loại 5m và 7m rưỡi nữa. Con 5m là 40.000, con 7m rưỡi là 50.000 và con 10m thì sẽ là 60.000. Đó, đây các bác này. Đấy, rút ra rút vào rất là tiện luôn nhá. Đấy, thì giới thiệu nhanh cái thước rút như này. Còn cái cân này của nó thì nó sẽ là nhớ này, nó sẽ nhớ số một lúc như này sau đó thì nó sẽ tắt này, hoặc các bác có thể chuyển trực tiếp về không như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo cầm tay như này rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 70k thôi. 70.000 cho một cái cân treo cầm tay như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cân treo này. Cân treo giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nai. Đấy một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu cái này có màu đen và màu gì nhỉ? Đấy, màu đen thôi nhá. Đợt này em về thì chỉ còn màu đen thôi. Giá thì sẽ là 80.000 cho một vỉ một hộp bao gồm 5 đôi. Đấy, chiều dài của nó thì khoảng 10cm là cái chiều cao của cái phần gót này là 10cm nhá. Đấy. Còn tất này là dòng phổ thông rồi, tất Nai của Nhật. Chống hôi chân rất là tốt luôn. Đó. Một hộp này của nó sẽ là 5 đôi. Lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5 này. Đó, tất hộp 5. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái hộp tất hộp 5 như này. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn cầm tay. Con này thì sẽ là 100.000 và sạc năng lượng mặt trời, có kèm một cái cáp sạc như này và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Đây, có cổng sạc ra cho điện thoại này. Đó, và có báo pin này các bác này. Đây có báo pin đây. Đấy, có pin năng lượng mặt trời luôn. Đấy, đang nhấp nháy này là nó báo là đang sạc pin nhá. Đó, rất tiện luôn. Có chế độ là sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu đầy đủ nhá. Đầu tiên là một cái đèn cầu như này, tiếp theo là hai đèn led hai bên này và tiếp theo nữa là một con pha dọ như này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho một con đèn cầm tay như này rất tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay. Đèn cầm tay giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Đấy nó sẽ là một cái đầu như này và nó sẽ có cái hệ hai bánh răng chuyển động. Các bác có thể lắp vào máy khoan, máy cắt, máy mài. Lắp vào máy khoan, máy cắt, đặc biệt là đầu máy khoan pin nhá, máy khoan pin. Đây. Đấy, các bác lắp vào cái đầu máy khoan pin, lắp đúng như này cho em này, cắt rất là tiện luôn.
Và con này thì giá thì sẽ là 140.000 nhá. 140.000 thì cái bộ sản phẩm này lắp vào nó sẽ như này cho em. Đấy. Các bác lên cho em là đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140.000, đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái đầu cắt tôn này luôn. Em bán rất là nhiều rồi, lắp vào là cắt được luôn. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đấy bác thấy không? Các bác xem cắt tôn múi này rất ok luôn. Không những là cắt mà còn lượn tôn sóng các thứ được hết nhá. Cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua hộ em nhá. Cả cái đèn với cái sơn đi luôn. Các bác đang có một cái máy khoan và muốn cắt tôn thì các bác mua ngay bộ chuyển đổi này nhá. Đây các bác về gắn vào máy thì rất đơn giản luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn các bác nhá. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác xem cắt tôn múi này rất ok. Đấy, cắt lượn sóng các thứ ok luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là đèn và nó giả cái cam mô hình, gọi là nó là cái cam giả thôi. Đấy, nhưng mà nó thực chất nó là một cái đèn và rất là sáng luôn. Cái này thì nó sẽ hết năng lượng mặt trời rồi. Đó, về nhà thì các bác cứ bỏ ra ngoài nắng là nó sẽ có ánh sáng thôi. Thì khi các bác lắp thì lắp cho em cái chỗ có ánh sáng là được nhá. Đó. Con này thì sẽ là 100.000 cho cái đèn cam mô hình như này. Đấy, lên cho em là đèn cam mô hình nhá. Đấy, cam mô hình giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn mang sông nhá, đèn mang sông. Con này là 120.000 cho con đèn mang sông như này. 120.000 các bạn, rất tiện luôn. Đây, ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Lô này về thì nó lại là ánh sáng vàng. Đấy, em về thì có lô ánh sáng trắng, có lô ánh sáng vàng nhá. Đó, rất là đẹp luôn các bác này. Đó, có điều chỉnh nhiệt độ như này. Cái này của nó bằng nhựa nhưng mà nó là một cái dòng nhựa fit rất là chắc chắn nhá. Một dòng nhựa fit rất chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất là đẹp các bác này. Có điều chỉnh sáng tối, các bác có thể dùng để đề co trang trí phòng ăn, phòng ngủ hoặc là sân vườn đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đấy, 120.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá, đèn mang sông rất là đẹp luôn. Đèn mang sông này. Đèn mang sông giá sẽ là 120k. 120k cho con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai sơn inox nhá, sơn inox này. Các bác dùng để mình xịt vào các cái bề mặt như là dùng để mình xịt vào các cái bề mặt là chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Trước khi xịt lắc đều cho em này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dòng sơn inox xịn sò luôn. Đó. Sơn vào nó sẽ chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt các bác này. Đây. Đấy. Các bác thấy không? Đó, chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt nhá. Chuyên để chống rỉ, đặc biệt là các bác dùng ở trong tàu, ngành tàu biển hoặc là các cái thiết bị nhà mình bị rỉ sét ăn mòn. Lên theo là sơn inox, giá của nó sẽ là 80k cho một chai sơn inox như này nhá. 80.000 cho một bịch sơn inox như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 180g và 350ml các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái keo vá tường các bác này, keo vá tường. Đấy, đây nó sẽ là một lọ keo như này. Xoáy ra cho em này. Đấy, sau đó thì các cái phần mà tường bị thấm rột bong chốc các bác bôi lên cho em. Bôi lên sau đó thì mình vuốt cho nó phẳng đi. Thế là sẽ có một cái lớp tường mới rất là xịn sò luôn đây các bác này. Đó. Nhà có trẻ em nó chuyên tô vẽ bẩn hoặc là các cái phần tường bị bong chốc bị nứt nhá. Lên cho em là keo vá tường giá sẽ là 40.000 các bác này. Keo vá tường chống thấm này ngay, rất đơn giản. Chỉ cần nặn một lượng keo vừa đủ, dùng dụng cụ chất tường tận kèm để tán đều keo là xong rồi. Keo này dùng nhựa gốc Ecosi và chất chắn đặc biệt nên chống thấm, bám dính tốt, giúp phục hồi tường nhà bạn rất nhanh và còn rất an toàn đấy ạ. Link mua hàng chính hãng tôi để ngay dưới đây. Rất là tiện các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Đây một con khóa chống trộm như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một khóa này, một vỉ pin như này và ba cái chìa nữa, rất là tiện luôn. Ưu điểm của con này thì nó sẽ có còi hú thì rất là tiện nhá. Đây các bác này. Đấy, các bác dùng bình thường thì nó sẽ không kêu nhưng các bác đảo chiều lại cho em là sẽ kêu nhá. Chạm là sẽ kêu các bác này. Đấy. Các bác đảo chiều lại thì nó không kêu nhá. Đấy, và các bác dùng chiều kêu thì nó sẽ kêu này. Đấy. Có người chạm tác động vào khóa là nó sẽ kêu các bác này. Đấy, rất tiện luôn. Đấy. Giá thì sẽ là cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 80.000 một con khóa chống trộm như này nhá. Bao gồm cho là ba chìa rãnh này, ba chìa rãnh, một khóa và một vỉ pin luôn. Đấy, một vỉ pin như này các bác về các bác thay pin cho em. Thay pin thì thay ở dưới đít nhá. Thay ở dưới đít. À, các bác thay pin thì các bác xoáy ốc ra và thay ở dưới đít cho em. Đấy. Giá sẽ là 80k. Lên mã cho em là khóa chống trộm nhá. Đấy. Khóa chống trộm này, giá sẽ là 80k cho mấy em khóa chống trộm như này nhá. 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô băng keo này. Băng keo hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn và hàng lại về số lượng và giá rất yêu thương cho bác luôn. Quận nhỏ thì sẽ là 5k nhá. Quận nhỏ là 5k đây. Quận nhỏ này là 5.000 một quận này. Quận to như này sẽ là 10.000 này, quận to là 10.000 này. Còn các bác nào mua theo cân ký thì sẽ rẻ hơn đây. Quận nhỏ này sẽ là 5.000 nhá. Đây, các cái quận nhỏ này là 5.000 một quận này. Quận to này là 10.000 này. Và mua cả cân thì sẽ là 80.000 một cân, còn nửa cân là 40.000.
Hàng thì siêu dai, siêu dính, siêu mỏng, siêu bền cho các bác luôn. Siêu dai, siêu dính, siêu mỏng, siêu bền và gần như không có lõi nhá. Hàng nội địa của Nhật hết nhá, hàng nội địa của Nhật hết. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết đây. Made in Japan đàng hoàng nhá đây các bác này. Hàng của thương hiệu Denka, Made in Japan này các bác này. Đó, đây. Đấy, Made in Japan nhá. Đây, siêu dai luôn các bác, rất dai, rất dính và băng keo mỏng như này là quấn rất là da luôn các bác này. Đây. Đấy, các bác theo. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cân là sẽ là 80k một kg nhá. 80k một kg, nửa cân thì sẽ là một nửa tiền. Và quận nhỏ là 10.000 và quận to sẽ là quận nhỏ là 5.000, quận to 10.000. Rồi, các số hotline bên em các bác liên hệ rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Hớn nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái lư đồng nhá. Đấy, lư đồng thì bên em sẽ có hai mẫu. Một là lư đồng trơn và hai là cái mẫu lư đồng mà nó sẽ có một là mẫu trơn. Đấy, một là mẫu trơn và hai là cái mẫu sẽ có sẵn cho các bác là hình con rồng như này các bác này, hình con rồng như này. Đó thì có hai mẫu như này nhá. Đấy, có hai mẫu như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy. Và một mẫu trơn và một mẫu là có sẵn hình con rồng luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em là lư đồng, em sẽ có hai mẫu để gửi tới các bác. Đấy. Mẫu này sẽ là cái mẫu lư trơn này. Mẫu lư trơn này sẽ là 170.000 nhá. Đấy, 170.000 thì cái mẫu lư trơn như này. Đấy, đây là cái phần này để các bác đặt cái nhang vào đây. Đó. Mẫu lư trơn này sẽ là 170.000, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 10 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm nhá. Mẫu này là mẫu lư trơn này. Đấy, các bác lên cho em là lư đồng trơn, con này là 170.000. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là lư đồng hình con rồng nhá, hình con rồng đây. Đấy, hai bên là hai con rồng như này. Cái mẫu lư đồng hình con rồng như này thì sẽ là 100.000 nhá. 100.000 thì cái mẫu lư đồng hình con rồng như này. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, có hai mẫu như này nhá. Đấy. Thì một mẫu sẽ là lư trơn và một mẫu sẽ là lư hình con rồng. Lư hình con rồng như này. Đấy, đây là sẽ là mẫu lư hình con rồng này. Hai mẫu này thì nó cũng tương đương nhau. Một mẫu thì nó sẽ thiên về hoa văn, còn một mẫu là trơn. Đấy các bác nhá. Đấy. Thì cái mẫu lư đồng hình con rồng này, lư hình rồng nhá. Đấy, các bác lên cho em là lư hình con rồng thì giá sẽ là 100.000. 100.000 cho cái mẫu lư hình con rồng như này. Con này thì cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 6-7 cm, còn chiều cao của nó thì cũng vào khoảng 6-7 cm luôn. Đấy, nó sẽ như này các bác nhá, sẽ trong lòng bàn tay như này các bác này. Đấy, trong lòng bàn tay thì các bác ướm cái lòng bàn tay của em để mình tính cái thông số nhá. Đấy, thì cái này các bác lên mã cho em nó sẽ là lư hình rồng nhá, lư hình rồng này, lư hình rồng. Đấy, lư hình rồng giá sẽ là 100k nhá, 100k cho cái lư hình rồng như này nhá. Đấy, 100k cho cái lư hình rồng như này. Đấy, còn lại là tiếp theo thì bên shop có cái mẫu là lư trơn nhá. Đấy, lư đồng trơn. Lư đồng trơn thì con này sẽ là 170.000. Các bác lên cho em là lư đồng trơn này. Đấy. Lư đồng trơn. Đấy. Lư đồng trơn này. Đấy, lư đồng trơn. Giá sẽ là 170k nhá. 170.000. 170k cho cái mẫu lư đồng trơn như này. 170.000. Có hai mẫu. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy. Mẫu này thì nó sẽ là lư hình rồng nhá. Lư hình rồng thì sẽ là 100. Còn cái mẫu lư trơn như này thì sẽ là 170.000. Đấy, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu Eto của Nhật này. Eto của Nhật đây. Đấy, hàng tem nhôm đàng hoàng, mẫu Eto đồng của Nhật như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 thì cái mẫu Eto như này nhá. Độ mở của nó thì vào khoảng là 5 cm nhá. Hàng của thương hiệu Asahi của Nhật. Đấy, nó sẽ là bằng thép nhá, bằng thép cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Asahi. Con này thì sẽ là 180.000 cho cái mẫu Eto như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ô Nhật tự động nhé. Ô Nhật tự động đây. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là dòng tự động và chiều ngang của nó thì nó vào khoảng 1 mét nhá. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Khi các bác mở ra thì nó sẽ tự động như này và đóng vào nó cũng tự động rồi. Đấy, thì các bác chỉ cần là đẩy vào như này thì em sau đó thì mình quận lại là xong. Còn bật ra thì các bác bật ra như này. Đó. Mở lên thì mở như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng gọi là vải này của nó sẽ là vải tráng ni lông nhá. Đấy, cho nên là thuộc dạng là nước đổ đầu vịt. Thì khi chảy vào thì nó sẽ khô ngay. Các bác chỉ cần rũ qua này là khô luôn. Đấy. Thì một con ô Nhật tự động như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một con ô Nhật tự động như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bình thường nếu các bác đi mua một cái ô ngoài chợ người ta cũng phải bán cho bác 100 đến 150.000 rồi. Thế mà đây một cái con ô dù Nhật tự động như này giá chỉ có 80k thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là ô dù Nhật nhá. Ô dù Nhật này, ô dù Nhật. Giá sẽ là 80k trong cái ô dù Nhật tự động như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, con này là 135.000, có điều chỉnh chế độ là
có điều chỉnh chế độ là to nhỏ này đấy, và sẽ có cho các bác là cái phần này để các bác tiêm nước vào đây cho em này. Đấy, tháo cái nắp trắng này ra, đấy, tháo nắp trắng này ra cho nước vào đây, sau đó thì mình cho vào cho em đó, cho vào sau đó thì mình bóp đây là hơi nước nó sẽ ra đằng sau này. Mâm gang của nó khá là dày luôn, độ nóng cao nhá, và có điều chỉnh nhiệt độ nhá, và có thể gấp gọn được này. Dây của nó thì dây vải dù như này, 135.000 cho cái bàn là hơi nước mini như này nhá, 135.000 đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bàn là đứng nhá, bàn là đứng thì các bác cũng cho nước vào đây cho em này. Đấy, cho nước vào đây, sau đó thì các bác bắt đầu mình là. Và con này là đứng thì các bác ưu điểm của nó là nó sẽ không bị cháy nhá, không bị cháy này. Hàng của Sonaki này, công suất của nó là 1500W và sử dụng điện 220V. Đấy, 1500W điện 220V nhá. Đấy, con này thì ưu điểm của nó là không bị cháy nhá, khi các bác sử dụng thì nó không bị cháy. Đấy, tại vì là hơi nước nó sẽ phun ra đây và nó sẽ là làm phẳng bằng hơi nước nhá. Đấy, làm phẳng bằng hơi nước. Đây các bác bóp đây là hơi nước nó sẽ ra này, rất là tiện luôn. Bàn là Socani nhá. Nên cho em là bàn là đứng bao nhiêu nhỉ? Bàn là đứng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác là 300 Các bác lên cho em là bàn là đứng, giá sẽ là 370.000 cho một em bàn là đứng như này nhá. 370k một chiếc. Đấy, con này thì rất là tiện luôn để cho các bác có thể sử dụng khi mà mình mang đi du lịch hoặc sử dụng ở nhà rất là ok nhá. Ưu điểm của con này là chống cháy nhá, chống cháy cho nên các bác dùng nó rất là an toàn và rất là thích luôn. Bàn là đứng 370.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình tông nhá, bình tông 2 lít này. Đấy, đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Đấy, con này thì hàng của Nga các nhá, hàng của Nga. Hàng thì về số lượng có hạn nên là các bác mua thì nhanh, bắt đầu sang hè đến nơi rồi. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, cái phần quai này của nó thì có chống mất quai nhá, chống mất nắp này. Đấy, nó liền như này luôn. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai bằng da như này, bằng da như này để các bác sử dụng này, rất là tiện luôn nhá. Có quai đeo như này, hàng CCCP của Nga. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá, bình tông 2 lít này. Bình tông 2 lít. Bình tông 2 lít giá sẽ là 130k nhá, 130.000 cho cái bình tông 2 lít như này. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái này nó gọi là Ego à, cái gì? Bango nhá, Bango. Giá là 20.000 cho một hộp Bango như này. Số lượng của nó là 100 chiếc nhá. Giá rẻ chưa các bác ơi? Đấy, không có đâu rẻ bằng luôn. 20.000 cho 100 chiếc, nếu các bác ra hiệu thuốc mà mua một vỉ này nó sẽ bán cho các bác là 5-10.000 một vỉ này rồi. Thế mà đây 100 cái như này to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cả cho các bác này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ đây. Đấy, các cái kích thước của nó này. Đấy, thì nói chung là cái chuyện mà bị trượt da tay đứt chân thì nó thường xuyên xảy ra. Mà các bác cứ đi lấy rẻ lấy riếc dùng nó rất là mất vệ sinh không an toàn. Đấy, thì các bác cứ dùng cái băng gâu này cho em. Hàng vệ sinh an toàn của Nhật luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20k cho một bịch như này, 100 cái luôn. 20.000 cho một bịch 100 cái luôn. Tính ra vào 200 con hay bao nhiêu đấy các bác nhé. Các bác có thể chia ra. Đó, băng gâu nhá. Tiếp theo thì đây cái băng gâu này thì cái độ dính của nó rất là tốt luôn. Đây em sẽ test thử cho bác xem này. Đấy. Cái độ dính của nó rất là tốt luôn. Con này thì dùng cực kỳ là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Đây. Đấy các bác bóc ra cho em này. Bóc ra sau đó thì mình chỗ nào bị chảy máu này các bác dán trực tiếp lên cho em. Đấy, dán trực tiếp lên cho em. Đây, bóc ra này. Sau đó thì mình lột cái lớp mớt dán này ra này. Đấy, sau đó các bác dán vào cái chỗ mình bị ấy này. Đấy, độ bám của nó rất là tốt luôn nhá. Đấy, bám dính rất là tốt, kể cả các bác có rửa nước cũng ok luôn. Đấy, độ bám rất là tốt luôn, rửa nước cũng ok luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy. Kem đánh răng Hàn Quốc, giá sẽ là 50.000 cho một hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Con này thì tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93% nhá. Hàng này của nó sẽ là hàng không có niêm phong, nhưng khi các bác nhận hàng thông cảm cho em. Đấy, nhà sản xuất thì người ta chỉ có mặc định là không có niêm phong như này thôi. Đây. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93%. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ là 60g. Đây. Đấy, à 120g các bác này, 120g. Hàng của Hàn Quốc chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đây, made in Korea này, hàng nội địa của Hàn Quốc, kem đánh răng Hàn Quốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50k trong hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Đây nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là đây. Bao gồm cho các bác là vào khoảng là đi 30 lưỡi. 30 lưỡi có lô thì nó sẽ là 36 lưỡi. Nhưng mà em cứ giới thiệu chung chung là nó vào khoảng 30 lưỡi thôi. 30 lưỡi và có kèm cho các bác là một bàn cạo này. Đây, 30 lưỡi như này. Lưỡi là lưỡi kép, kèm một bàn cạo và một lọ kem. Giá chỉ có 60.000 thôi.
Đấy, 30 lưỡi này các bác dùng quanh năm ngày tháng cho em, dùng từ năm này sang năm khác. Bác nào mà ít dâu thì dùng cho em 2 3 năm mới hết được. Đó. Còn nhiều dâu thì thấp nhất cũng phải dùng là 1 năm. Đó. Thì lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Đấy, bộ lưỡi kem. Lưỡi kem này, đấy, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá thì chỉ có 60k thôi. 60k mà các bác có thể là từ được 30 đến 35 lưỡi. Tiếp theo thì các bác lên cho em là chổi cọ vàng này. Cái này thì nó sẽ là thuộc dạng là dây như dạng như là dây đồng như này các bác này. Dây như dây đồng như này thì các bác có thể dùng để mình đánh son, đánh nồi này, kỳ cọ sân này, chỗ nào có rêu có chứ các bác kỳ cọ cho em. Đấy, chổi cọ vàng giá sẽ là 25k. Đúng không? Cọ gì đấy? Chổi cọ gì nhá, lên cho em là chổi cọ gì này. Đấy, chổi cọ gì giá sẽ là 15k một chiếc thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chổi cọ gì này. Đấy. Chổi cọ gì giá sẽ là 15k. Đấy, trước em bán 25.000 đợt này về cho bác chỉ còn 15k thôi. 15k cho cái mã chổi cọ gì như này, chiều dài khoảng trên 20 cm. Đấy, các bác dùng để cọ gì sét này, cọ song, cọ nồi hoặc là đánh gì đánh giếc đều ok hết nhá. 15k cho một cái chổi cọ gì như này rất là tiện luôn. Đây, ví dụ như là cái phần tường mà nó bị dí sét bị bẩn này, các bác đánh đi cho em này. Đấy, hoặc là nói chung là rất là đa di năng luôn, rất tiện nhá. Rồi ok.